Rồi, chào mừng cả nhà ha đến với một cái buổi chia sẻ nói về một cái xu thế kinh tế đám đông. Đây là một cái xu thế mới mà sau 2 năm mình tham gia, mình muốn có những cái điều hay, mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng và các bạn. Thì cái trong cái thời điểm này đó anh chị, là nhiều cái việc xảy ra trong, có thể là đây là một cái sự kiện lớn trong cuộc đời của mình, xảy ra với mình và mình đón nhận nó trong một cái tâm thế khác nhau. Có những người họ sẽ thấy đây là một cái điều gì đó nó tệ hại, hay là một cái điều gì đó nó đến với mình mà không mong muốn, tức là một cái trận đại dịch toàn cầu xảy ra khắp nơi trên thế giới. Và Việt Nam của mình là cái nước xảy ra sau, tức là trên toàn thế giới, ở châu Âu, châu Mỹ hay là châu Phi hay là những cái quốc gia khác, họ đã trải qua một năm rồi. Và cái nước Việt Nam của chúng ta, và cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, đã trải qua trong vòng 3 tháng thì nó coi là một cái trận đại dịch và rất là kinh khủng ha. Nhiều thứ xảy ra như là về cuộc sống, gia đình, thu nhập và về sức khỏe, về kể cả cái việc chia ly. Nó đến rất là nhanh và nó rất là làm cho người ta hụt hẫng ha. Người ta tức là khi một sự việc đến với mình á, thì mình đón nhận với một cái tâm thế như thế nào tùy theo cái trải nghiệm của họ. Có những người họ đến, họ đã chuẩn bị những cái đã chuẩn bị để đón đón nhận những cái sự việc như thế này đã lâu rồi các anh chị. Thì những cái người mà làm trong, họ dấn thân trong cái ngành online đó, thì họ đã hiểu được là cái thời điểm này xảy ra và họ biết được để họ chuẩn bị, thì họ coi những cái điều này là cái điều sẽ hiển nhiên. Thì có phải là khi chúng ta chuẩn bị cái gì đó thì chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn này ở một cái tâm thế bình an, một cái tâm thế rất là nó giống như là gọi là cái việc là vô thường á anh chị. Thì để hiểu được, Khoa muốn chia sẻ cho cả mọi người đó là khi mà chúng ta cùng tham gia một cái xu thế, thì cái xu thế đó nó như một cái cơn sóng. Nếu chúng ta là cái người hiểu được vượt qua cái cơn sóng đó, thì chúng ta là những cái người lướt trên cơn sóng đó và cùng với cơn sóng đó để thay đổi cái vận mệnh, cái cuộc sống của mình. Còn những cái người nào mà họ họ không chuẩn bị, hoặc là họ bị dấn thân vào một cái trận đại dịch, thì họ bị cái cơn sóng đó vùi lấp ha. Thì cái xu thế đám đông là một cái xu thế dựa trên cái nền tảng online, nó gọi là cái Internet of Things. Thì cái nền tảng online này nó đã xuất hiện cách đây khoảng gần 20 năm rồi, tức là cái khi mà cái online ra đời đó anh chị, thì có rất là nhiều cái nền tảng để tham gia cái xu thế này để giải quyết những cái vấn đề cuộc sống của con người, tức là giải quyết những vấn đề trong cái cộng đồng tham gia online. Và cái nền tảng nào đó, nó giải quyết vấn đề người ta càng nhiều đó, thì nó sẽ tạo được cái giá trị và nó tạo được cái cuộc sống, cái doanh số, cái gọi là cái cách kiếm tiền online á anh chị ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái xu thế cái kinh tế đám đông. Thì ở đây á anh chị á hiểu cái đám đông nó đơn giản có nghĩa là một cái nhóm người, đúng không? Đám đông có nghĩa là một cái nhóm người, nó nghĩa là một cái chợ. Thì anh chị thông thường á, anh chị muốn kinh doanh hay là mua bán, hay là anh chị muốn cái thứ gì mà có được cái thu nhập nhiều á, thì anh chị đến cái đám đông, tức là đến cái chợ, đúng không ạ? Chứ là ví dụ như Chi đi, Chi muốn bán một cái món hàng gì đó, Chi không thể nào đi đến từng nhà, từng 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 hàng xóm để mình kinh doanh, mình kiếm được lợi nhuận. Tại mình cái đó là mình sẽ không nghĩ được, tìm được lợi nhuận nhiều, ngoại trừ mình nghĩ đến một cái chợ, đó là một cái đám đông. Thì cái nơi nào cái đám đông nó càng lớn thì cái nơi đó nó sẽ sinh ra cái trao đổi mua bán tấp nập và thu nhập cao. Thì những cái người mà anh chị để ý, cái người mà là kinh doanh ở chợ đó, thì họ mỗi ngày họ cái thu nhập họ cao hơn những cái người mà kinh doanh ở những cái nơi nhỏ lẻ, đúng không ạ? À? Thì Internet cho phép con người ta là một cái nơi để tổng hợp tất cả những cái con người trên toàn thế giới để họ tham gia, họ có một cái nguyện vọng chung. Thì đám đông là một cái nền tảng nó tạo ra để thu hút
thu hút cái đám đông với cái nhu cầu đám đông đó, anh chị hiểu không ạ? Ở đây thì Khoa sẽ dẫn chứng một số cái nền tảng như là Uber và Grab, hay là Airbnb, hay là Facebook, YouTube, kể cả những cái đám đông nền tảng cryptocurrency trên cái nền tảng blockchain. Thì một cái nền tảng ra đời nó tạo ra một cái xu thế giải quyết cái vấn đề của đám đông. Ví dụ Facebook là một cái đám đông để giải quyết những cái vấn đề con người ta muốn cần cái chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái hoạt động cuộc sống mà họ muốn được thể hiện trên một cái nền tảng cho mọi người cùng thấy, cùng nghe, cùng xem, cùng theo dõi. Và từ đó cái đám đông này nó ra đời, và cái đám đông này nó lại giúp cho con người ta kết nối với nhau trong cái vấn đề là khi mà mình bị cô lập một cái nơi nào đó, mình không thể mở rộng cái mối quan hệ của mình, thì mình dùng cái nền tảng này để mình mở rộng cái việc kết nối và chia sẻ cái tâm thức, cái tư duy, cái cuộc sống, cái trải nghiệm, mọi thứ, tức là mọi thứ về tâm thức, để cho tất cả mọi người trên thế giới cùng kết nối với nhau. Thì đó là một cái nền tảng hiện tại nó là dẫn đầu trong cái xu thế đám đông. Và một cái nền tảng thứ hai là một cái nền tảng YouTube, là một cái nền tảng đám đông, nó mong muốn cho giúp cho người ta chia sẻ những cái đoạn video clip trong cái ngành công nghệ kỹ thuật số ha. Tức là anh chị ngày xưa anh chị thường thu nhập những cái đoạn anh chị quay phim, anh chị lưu lại những cái kỷ niệm cái giai đoạn của mình á, thì bằng những cái nền tảng cũ như là phim ảnh mà bằng băng từ á anh chị, thì cái khả năng mà nó chia sẻ ra ngoài thì nó rất là khó. Thì sau này những cái nền tảng về những cái đoạn phim mà bằng kỹ thuật số, tức là digital đó, thì cái việc chia sẻ nó là dễ dàng hơn. Thì anh chị chỉ đơn giản 1 phút, 1 giây, hay là trong vòng anh chị có thể trực tiếp những cái ghi nhận, ghi hình trong cái cuộc sống của mình để mình chia sẻ lên cho cái cộng đồng cùng nghe, cùng xem, cùng cảm nhận, cùng bình luận. Thì đó là một cái nền tảng mà giúp cho cái cộng đồng là họ đến với nhau, họ cùng chia sẻ những cái khoảnh khắc ha, cái ghi nhận của cái cuộc sống của mình trên cái online. Vậy thì Uber là một cái nền tảng nó giúp cho con người ta đến với nhau trong cái việc chia sẻ những cái điều kiện là cần những một cái phương tiện để di chuyển mà chúng ta không cần quan tâm đó một cái tổ chức nào đó họ đang sở hữu cái phương tiện đó. Thì Uber nó không sở hữu bất cứ một cái chiếc xe nào hết, mà nó là một cái nền tảng kết nối của cái đám đông, cái người có nhu cầu và cái người có cái điều kiện để họ cần để họ phục vụ cái nhu cầu có vận chuyển. Thì Grab, Uber nó ra đời trước Grab. Grab là một cái nền tảng theo sau, nhưng Grab hiện tại phát triển ở Việt Nam cao hơn, bởi vì Grab nó là một cái nền tảng đám đông vận hành hiệu quả bằng cái hiểu được cái văn hóa và thói quen của cái người châu Á anh chị. Thì Grab bây giờ thì anh chị có ở đây, các anh chị có từng nghe là Khoa có từng có một số người bạn anh chị, cái thời điểm mà cái nền tảng Grab ra đời, thì đầu tiên để phát triển được một cái nền tảng đám đông thì con người ta bắt đầu xây dựng từ cái việc là chia sẻ. Ví dụ ở đây Chi có một cái cần một cái chợ đúng không ạ? Đúng không? Cần một cái chợ ở quận Tân Bình. Rồi. Thì đầu tiên á là Khoa và một số người sẽ ý tưởng là cái anh chị nào mà rủ được bạn bè đến cái chợ đó là cái gọi là cái thương á, thương gia đó, cái người mà buôn bán đó, cái người nào mà đến đó để buôn bán thì sẽ được trả công trong cái việc mà cái chi giới thiệu những cái thành viên này. Thí dụ mình đang cần một cái chợ đó có khoảng 100.000 cái người buôn bán, tức là cái cửa hàng đó, thì mình sẽ cần nhiều cái người nhỏ để giới thiệu cái việc này, và cái giới thiệu việc này nó được trả công bằng cái việc là sau này những cái người mà kinh doanh ở đây đó họ có lợi nhuận thì chi có được một cái phần trăm trong cái việc lợi nhuận của cái thương gia đó. Mọi người hiểu không ạ? Cái cách vận hành của đám đông nó được vận hành theo cái quy luật cho và nhận. Tức là anh chị cho đi trước và nhận lại sau. Cả nhà hiểu cái quy luật này không ạ? Cái quy luật Internet of Things tức là cho và nhận. Tức là anh chị phải cho đi trước và nhận lại sau. Thì nền tảng Uber và Grab
Facebook, YouTube nó cũng vận hành theo cái quy luật đó. Tức là anh chị chia sẻ, anh chị giúp cho cộng đồng này lớn mạnh trước đi, rồi anh chị sẽ hưởng được cái cộng đồng, cái giá trị cộng đồng này sao? Tức là cái chợ này chúng ta tạo ra, đúng không? Cái đám đông chúng ta tạo ra, thì cái đám đông này sau này nó tạo ra một cái chợ, và cái vận hành của cái chợ là trao đổi và mua bán và chia sẻ, và tức là mọi cái kinh doanh, mọi cái vận hành của nó khi nó có lợi nhuận thì nó sẽ trả về cho cái người có công trong cái việc tạo ra cái đám đông đó, là cái chợ đó. Thì cái nền tảng crypto và cái nền tảng blockchain nó cũng vậy, nhưng là nó một cái xu thế mới, nó gần như là đây là một cái nền tảng để hướng con người ta để đến vào một cái nền tảng số, một cái tài sản số mới. Thì cryptocurrency nó cũng vận hành theo cái kiểu cho và nhận. Anh chị nào gần đây tham gia những cái việc là tham gia những cái nền tảng blockchain hay là ví, thì anh chị để ý này, có việc có phải là vì anh chị share thì anh chị sẽ được không ạ? Đúng không ạ? Cái cách vận hành đó là anh chị share, anh chị sẽ được một số cái đồng coin, một số đồng token, hay là được một số cái phần thưởng trong cái việc anh chị share ra. Thì cái cộng đồng này nó càng lớn mạnh thì cái giá trị của cộng đồng này nó được định giá bằng cái đám đông. Giả sử Uber đang được định giá bằng cái giá trị cái số lượng người đăng ký, Grab là được giá trị bằng cái số lượng người sử dụng cái phần mềm này, cái bao nhiêu tài xế, bao nhiêu người sử dụng, bao nhiêu tài khoản đăng ký. Airbnb cũng vậy, là một cái ứng dụng để giải quyết vấn đề về con người ta cần tìm những cái khách sạn mà cái giá rẻ để của cái những cái khách hàng mà họ xây dựng ra một cái khách sạn riêng để kết nối, thì cái giá trị của BNB được định giá bằng cái giá trị của đám đông. Thì đó là một cái xu thế nền tảng đám đông. Thì anh chị hiểu đám đông là một cái chợ ha, cái chợ, tại vì cái người Việt của mình hay gọi là cái chợ, gọi là cái market ấy. Tức là cái đám đông này nó được, khi mà cái chợ nó đông lên thì cái việc mà anh chị mua chỉ cần bán một cái tâm que, hay là anh chị bán một cái ly trà đá thì anh chị cũng thành công. Thì có một cái mô hình nó giống như cái đám đông đó, là cái mô hình sân vận động. Thì anh chị để ý, đối với sân vận động á, thì nó là một cái mô hình khép kín và nó có trả phí. Giả sử cái đám đông này đến sân vận động xem đá banh ha, thì cái đám đông này sẽ được trả phí để vào cái đám đông này. Nhưng khi mà anh chị kinh doanh trong đây, nó có một cái sự độc quyền, tức là ai mà buôn bán trong đây thì họ phải trả phí trong cái việc là cái người tạo ra đám đông đó. Và cái công việc ở đây là anh chị đi một cái sân vận động, anh chị bán một cái chai Coca thì có phải là cái cả sân vận động đều phải mua anh chị không ạ? Anh chị hiểu không ạ? Thì cái đám đông sân vận động là một cái mô hình khép kín, thì nó sẽ có một số cái loại hình như vậy, tức là cái đám đông khép kín và đám đông mở. Đám đông mở là anh chị có thể tham gia tùy ý, tức là anh chị ra và vào, anh chị không muốn tham gia nữa anh chị cũng có thể không ảnh hưởng về cái công việc của anh chị. Thì cái đám đông là một cái xu thế mà con người ta, nếu anh chị nào tham làm quen với cái nền tảng internet, tức là chúng ta có trải nghiệm về cái việc tham gia trên internet, thì chúng ta sẽ hiểu được cái kinh tế đám đông và chúng ta dấn thân vào đó, chúng ta tham gia. Nhưng 90% những cái người tham gia trong cái nền tảng đám đông là cái người tiêu sản, tức là chúng ta bỏ tiền, chúng ta tham gia, chúng ta sử dụng, nhưng mà chúng ta không thể kiếm tiền trên cái nền tảng này. Chỉ có 20% còn lại, những cái người hiểu về cái cách vận hành này thì họ kiếm được cái thu nhập rất là nhiều. Thì những cái thương gia, những cái như cái những cái tài, những cái người tài phiệt như là Alibaba, như ông chủ Facebook, như ông chủ YouTube ha, tất cả những cái người đó là cái người tạo ra cái cuộc chơi, tạo ra cái nền tảng để vận hành, để giải quyết cái vấn đề đám đông, thì họ có được là những cái nhà tỷ phú. Ok, mọi người hiểu không ạ? Mọi người hiểu thì mọi người comment số 3 để Khoa có thể tiếp một cái xu thế mới. Ở đây anh chị nào hiểu được cái xu thế kinh tế đám đông ha? Rồi, ok, Duy hiểu ha. Thì ở đây các anh chị nào đã từng tham gia và kiếm tiền được một trên cái nền kinh tế đám đông này, tức là mình đã từng có được cái thu nhập từ cái việc mình vận hành trên cái công việc online trên cái nền tảng này, thì mình comment số 4 để mình có thể biết được là trong cái phòng này chúng ta có bao nhiêu anh em đã hiểu được, đã từng tham gia, đã từng trải nghiệm trên cái nền tảng này. Chị Hằng ha, chị Hằng đã từng kiếm tiền được trên cái nền tảng đám đông.
Vậy thì anh chị nhớ và rút gọn lại, đám đông tức là một cái nhóm chợ. Cái đám đông này, cái nhóm chợ này là càng đông càng lớn thì nó tạo ra được một cái xu thế, một cái nền kinh tế ha. Thì chỉ có online mới giúp được cái việc đám đông nó phát triển trên toàn cầu, bởi vì internet là cái thứ mà là cái công cụ để giải quyết cái vấn đề là chúng ta không cần ở một cái chợ mà chúng ta gặp nhau, mà chúng ta có thể dùng một cái thiết bị để chúng ta kết nối với nhau, tạo ra một cái đám đông trên một cái nền tảng ha. Rồi, ok, chúng ta qua một cái xu thế thứ hai. Đây là một cái xu thế kiếm tiền tại nhà. Đây thì anh chị có thể, anh chị đâu đó nghe những cái người bạn của mình, và gần đây những cái anh chị nào trong cái thời gian giãn cách thì chúng ta không thể nào kiếm tiền được thu nhập trong cái việc là chúng ta bị dính mắc vào một cái công việc truyền thống như là kinh doanh hay mua bán hay là trao đổi dịch vụ. Ở đây anh chị nào đang làm cái công việc truyền thống, đang kinh doanh trong cái việc thu nhập, như là anh chị là một cái công nhân, anh chị là một cái người kinh doanh mua bán nhỏ lẻ, hay là anh chị đang vận hành một cái doanh nghiệp, thì anh chị comment số 5 để Khoa biết được là anh chị đang tham gia một cái công việc truyền thống. Anh chị comment số 5 để Khoa biết ha. Rồi, chị Linh ha, Phương Mai đang làm cái công việc truyền thống, tức là chúng ta không vận hành kinh doanh trên cái nền tảng online. Thì ở đây, đây là một cái xu thế mà nó là một cái thế mạnh trong cái giai đoạn mà giãn cách và đại dịch xảy ra. Thì anh chị hiểu rồi đó, đại dịch xảy ra thì nó gọi là con người ta bị cô lập, bị phong tỏa đó anh chị. Phong tỏa có nghĩa là không còn cách nào khác, anh chị chỉ có ở nhà đó, anh chị bước ra đường là anh chị sẵn sàng chuẩn bị 2 triệu hay là một cái số tiền đã đóng tiền phạt ha. Hoặc là anh chị muốn làm cái gì đó, anh chị phải xin phép, mà xin phép thì nó cũng sẽ xảy ra những cái hệ lụy, tức là chúng ta phải có một cái số tiền để chúng ta làm sao chúng ta không biết, nhưng mà khi chúng ta bước ra ngoài chúng ta rất là nguy hiểm và chúng ta không thể làm được, và chúng ta bị phong tỏa, có thể là bị cô lập, giống như là bị nhốt. Thì cái việc nhốt này á, thì khi con người ta xảy ra một cái sự cố đến với mình hay là một cái vấn đề đến với mình, thì phần lớn con người ta là bị dấn thân vào cái vấn đề đó, tức là người ta bị tiêu cực hay người ta bị nói chung là người ta bị đổ lỗi và gọi là bị nằm trong cái vấn đề đó. Nhưng phần lớn những cái người thông minh các anh chị thì họ sẽ nghĩ ra cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề của mình. Thì kiếm tiền online tại nhà là một cái giải pháp để giúp cho những cái con người mà trong cái việc kiếm thêm cái nguồn thu nhập mà họ không, tức là đây là một cái giải pháp kiếm tiền thu nhập thêm, là một cái phương pháp phụ để giúp cho anh chị kiếm thêm trong cái ngành thu nhập chính như là kinh doanh của anh chị. Thì kiếm tiền ở nhà là một cái xu thế mà người ta vận dụng cái nền tảng online để người ta kết nối được cái sản phẩm của mình với cái đám đông. Giống như anh chị thường là anh chị thấy được là có một số người buôn bán live stream ha, trên Facebook vào ban đêm, vào buổi tối là làm thêm, khi anh chị là cái công việc truyền thống như là làm công ăn lương, hay là anh chị là một cái nhân viên và tối về anh chị làm thêm trong cái việc là anh chị lên live stream online, anh chị đặt một cái cửa hàng, hay là anh chị làm một cái doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ nhỏ trên cái nền tảng online và chỉ làm tại nhà. Thì cái công việc này á, phần lớn những cái người ở đây là cái người họ có cái đam mê, có cái nhu cầu, có cái mục tiêu, có một cái tham vọng trong cái việc là kiếm thêm thu nhập anh chị. Thì cái thêm thu nhập này nó không ảnh hưởng đến cái việc công việc chính anh chị. Giống như một cái người công nhân, họ vẫn làm cái công việc kia để họ được cái thu nhập bền vững, tức là cái thu nhập của cái việc chính, cái công việc chính á, thì nó không ảnh hưởng với cái công việc làm thêm. Làm thêm là gì? Hôm nay mình có thể làm, ngày mai mình có thể không làm, hoặc là ngày kia mình có thể bệnh, hay là mình mắc một cái vấn đề gì đó thì mình cũng không làm cũng không sao. Tức là cái công việc làm thêm là cái công việc phụ. Nhưng gần đây anh chị có để ý là cái công việc làm thêm tại nhà nó lại tạo ra một cái doanh số mà người ta không tưởng tượng được là có thể thay thế được cái công việc chính. Bởi vì trong thời điểm giãn cách này, người ta tập trung vào cái việc làm thêm này 100%, đúng không ạ?
Thì cái công việc ở nhà tại sao người ta chọn? Cái thứ nhất, cái xu thế tại nhà đó, công việc tại nhà này là nó không việc bạn không phân biệt bạn là ai, bạn làm gì hay bạn ở đâu. Đơn giản, anh chỉ có đam mê kiếm tiền thì anh sẽ học cái cách kiếm tiền tại nhà. Thì gần đây anh chị sẽ thấy rất là nhiều cái khóa học dạy làm dạy kiếm tiền trên Facebook, kiếm tiền trên YouTube, kiếm tiền trên trên TikTok, cái kiếm tiền trên một cái nền tảng Alibaba, hay là anh chị muốn kiếm tiền trên một cái Amazon, thì đó là một cái xu thế để anh chị chọn cái nền tảng online để anh chị kiếm thêm thu nhập. Thì cái công việc này nó không phân biệt bạn là ai, tức là cái người mà tạo ra cái công việc này, hoặc là bạn anh chị tự kinh doanh, thì cái người ta không biết anh chị là ai, không cần phải biết, tại vì nó không có một cái cuộc phỏng vấn hay là trải trách hay là trải nghiệm hay là kiểm tra anh chị cái kinh nghiệm của anh chị, cái trình độ của anh chị ha, và anh chị ở đâu. Anh chị chỉ cần ở nhà và mở một cái tài khoản và anh chị bắt đầu kiếm tiền. Rồi, cái công việc này tại sao nó phù hợp? Cái thứ hai nữa là nó không phân biệt giỏi hay là có kinh nghiệm, chỉ đơn giản là anh chị chịu làm là anh chị có tiền ha. Và cái công việc này nó vận hành theo cái việc là anh chị có đam mê, anh chị có một cái sở thích là kiếm tiền trên online, thì anh chị kiếm được thêm thu nhập. Thì cái công việc này đòi hỏi cái thứ nhất là anh chị phải hiểu được, học được cái cách vận hành online. Tức là anh chị, nếu anh chị kiếm tiền trên Facebook, anh chị phải học cách để làm sao vận hành cái nền tảng Facebook này bằng cách là viết bài, bằng cách live stream, bằng cách nói về sản phẩm, bằng cách làm sao thu hút có những cái người tham gia càng nhiều càng nghe, để họ bắt đầu họ nghe được cái trình bày sản phẩm của anh chị. Hay là anh chị học cái cách vận hành để làm sao anh chị tạo ra được một cái clip TikTok để anh chị bán hàng. Thì đó là những cái xu thế mà nhiều người đang tham gia, bởi vì sao? Nó hiện hữu trên cái điện thoại của anh chị hàng ngày, đúng không ạ? Tức là, và nó giải quyết cái vấn đề là anh chị không cần phải bước ra ngoài, anh chị có được thêm thu nhập. Có một số các bạn trẻ đã từng bán kiếm tiền online tại nhà anh chị, họ xây biệt thự, họ xây nhà lầu, họ mua siêu xe là chuyện bình thường, bởi vì sao? Họ chịu, tại vì bạn trẻ họ có cái sự học hỏi, cái sự mở cái tư duy, tức là họ tiếp cận được cái nền tảng công nghệ rất là nhanh, thì họ kiếm tiền rất là nhanh. Và những cái người mà có cái tư duy đóng, tức là chúng ta đóng khung trong cái công việc, là giống như anh chị nghe một cái người bạn, tao không có biết công nghệ, tao không thể nào kiếm tiền online được. Nhưng khi một cái sự việc xảy ra, thì con người ta bắt đầu người ta suy nghĩ lại, anh chị suy nghĩ lại là họ phải học, cần phải học, và họ bắt đầu họ bây giờ họ bắt đầu mày mò trong cái việc kiếm tiền online tại nhà. Tức là có những cái người doanh nhân, những cái người kinh doanh về truyền thống, về những cái buôn bán, hay là những cái bất động sản, hay là kinh doanh đó, họ bắt đầu họ tham gia vào cái nền tảng này và họ kiếm tiền ha. Rồi, chúng ta qua cái xu thế thứ ba. Thì ở đây anh chị nào đã từng biết được cái kiếm tiền thêm trong cái việc kiếm tiền online tại nhà, chứ là chúng ta đã từng kiếm tiền trên Facebook hay là YouTube, anh chị comment số 6 để mình biết được là anh chị trong đây đã từng kiếm tiền trong cái xu thế này. Rồi, Dung ha, Dung nè, chị Mộc Lan nè, đã kiếm tiền trên online ha. Rồi, chúng ta sẽ qua một cái xu thế thứ ba, là cái xu thế này nó đi sau cái xu thế kiếm tiền trên cái nền tảng online chị. Thì anh chị để biết á, là kiếm tiền online thì một số người họ có thể vận hành bằng những cái thiết bị, bằng các công cụ như những laptop ha. Nhưng đối với sau này anh chị để ý, cái công nghệ càng ngày càng phát triển, thì cái xu thế kiếm tiền trên điện thoại di động anh chị nó ra đời. Bởi vì sao? Khi những cái nền tảng mà cái đám đông nó tạo ra trên cái ứng dụng điện thoại, thì con người ta thấy cái công việc kiếm tiền trên điện thoại nó quá đơn giản và nó quá dễ, và cái cách vận hành nó giúp cho người ta tiện lợi. Thì một cái xu thế kiếm tiền trên điện thoại là một cái xu thế mà con người ta lựa chọn nhiều nhất. Bởi vì anh chị biết, ai cũng có một cái chiếc điện thoại thông minh. Ở đây trong phòng Zoom thì anh chị biết là
99% là mọi người có một cái điện thoại, đúng không ạ? Và có khả năng có người có kể có 2 hoặc 3 cái điện thoại. Bởi vì sao? Khi mà anh chị mua một cái điện thoại thì khi mà anh chị thấy một cái điện thoại mới thì anh chị không nỡ bỏ cái điện thoại cũ, thì anh chị vô tình sở hữu cả 2 hoặc 3 cái điện thoại ha. Thì cái công việc này nó đến với, bởi vì họ lựa chọn bởi vì nó dễ dùng, nhỏ và tiện lợi. À, thì anh chị ở đây, anh chị nào đang sở hữu một cái điện thoại mà anh chị không có bất cứ một cái ứng dụng, một cái thứ gì để giúp cho anh chị kiếm được thu nhập, anh chị comment số 7. À, tức là anh chị đang sở hữu cái điện thoại nhưng mà anh chị không thể kiếm tiền được trên điện thoại này. Tức là anh đây chỉ đang sử dụng, anh chị mua nó và anh chị sử dụng nó nhưng mà anh chị không có một cái thứ gì trên chiếc điện thoại để kiếm tiền, thì anh chị comment số 7 ha. Rồi, ok, Kim Mai đã không kiếm được ha. Kim Mai sử dụng cái điện thoại nhưng mà chỉ để gọi và nghe và kết nối với người thân, và hoặc là anh chị lên Facebook, anh chị lên YouTube và anh chị trải nghiệm, anh chị xem, nhưng mà anh chị không thể nào kiếm tiền trên cái chiếc điện thoại này. Thì những cái người mà họ tận dụng cái xu thế này, họ hiểu được cái đây là một cái đám đông mà nó đang sử dụng những cái nền tảng. Và cái nền tảng này giúp cho những cái người đó họ kiếm được trong cái thu nhập. Như anh chị gần đây, anh chị thấy được một số người họ share cho các anh chị những cái đường link để tải cái ứng dụng này, để download cái ứng dụng này, để tham gia cái ứng dụng này. Thì đó là một cái thứ mà giúp cho các anh chị kiếm được thu nhập trong cái việc là cái đám đông này được tạo ra, cái tài khoản được tạo ra. Thì khi một cái lợi nhuận được tạo ra trong như vậy đó, thì họ được có một cái thu nhập, một cái lợi nhuận. Như anh chị gần đây, anh chị tham gia một cái nền tảng Tiki, anh chị book hàng trên một cái sản phẩm trên Tiki, thì ai đó đã giới thiệu anh chị đăng ký cái Tiki này, thì họ được một cái thu nhập, một cái nguồn thu nhập từ cái việc anh chị tiêu dùng trên cái nền tảng đó. Ví dụ gần đây anh chị tham gia một cái ví điện tử ha, anh chị tham gia với một cái đường link của một cái người bạn giới thiệu, thì cái người bạn đó khi mà anh chị giao dịch mua bán trên cái đồng tiền điện tử đó thì sẽ có một cái phần trăm trả về cho cái người giới thiệu cái ứng dụng đó. Và anh chị tham gia một cái kênh nào đó mà họ gửi cho các anh chị để nghe và xem, thì đơn giản anh chị chỉ cần xem mà nghe thì tạo ra được một cái doanh số cho cái người chia sẻ cái ứng dụng đó trên cái điện thoại. Thì có thể anh chị là cái người vô tình tham gia trên cái nền tảng và xem và nghe và trải nghiệm nhưng mà anh chị không kiếm được thu nhập. Nhưng những cái người mà có công để chia sẻ cái ứng dụng đó, cái kênh đó, cái link đó, thì họ kiếm được thu nhập trên cái chiếc điện thoại. Thì anh chị đã bỏ lỡ bao nhiêu lần trong cái công việc là kiếm thêm thu nhập, anh chị đã bỏ lỡ bao nhiêu lần đã tham gia những cái nền tảng nhưng mà anh chị không có được một cái nguồn thu nhập ngoại trừ những cái người họ hiểu. Thì Khoa đã từng làm những cái Khoa đã từng trải qua những ứng dụng nền tảng mà bởi vì mình có trải nghiệm về internet trong từ 2001 anh chị. Trước đó thì Khoa cũng đã từng làm cho một cái báo kiến thức ngày nay, và báo kiến thức ngày nay này nó có một cái đường truyền internet để hỗ trợ đó. Thì Khoa đã từng may mắn là cái người trải nghiệm cho internet, đã từng trải qua nhiều cái nền tảng. Thì anh chị có biết là những cái nền tảng luôn luôn, những cái nền tảng ban đầu đó, khi nó xây dựng ra một cái cộng đồng thì nó sẽ trả công cho các anh chị cái công việc anh chị chia sẻ và hướng dẫn người ta tham gia. Thí dụ anh chị đã từng tham gia Tiki, thì Tiki đã có một cái giai đoạn 2 năm để giúp cho các anh chị, cái người nào đăng ký cái tài khoản thì cái người nào kinh doanh mua bán trong đó, anh chị được cái hoa hồng trong cái việc chia sẻ và giúp người ta đăng ký cái tài khoản đó. Như là Momo cũng vậy, thời điểm này Momo sẽ không trả nhân cái việc anh chị tạo ra cái cộng đồng ha. Trước đó cách đây 2 năm, cái người nào giúp cho cái người đó có được cái tài khoản Momo, anh chị có được cái thu nhập trong cái lợi nhuận trong cái tài khoản đó. Thì anh chị thấy là cái xu thế kiếm tiền điện thoại này, chỉ cần người nào nắm bắt được cái quy luật cho và nhận, tức là cho đi trước và nhận lại sau, thì người đó có được cái thu nhập ổn định, và kể cả cái thu nhập tốt nhất và khủng nhất, và có thể là thay đổi được cái cuộc sống, thay đổi được cái quy luật về kinh doanh trên nền tảng internet.
Thì anh chị nào đã hiểu ha, đó là ở đây các anh chị đã từng là cái người sở hữu cái chiếc điện thoại, đang là bỏ một số tiền để tiêu dùng và mua cái chiếc điện thoại, sử dụng điện thoại, nhưng chúng ta không kiếm tiền thì chúng ta đã bỏ lỡ được một cái xu thế. Thì một lát mình sẽ chia sẻ làm sao chúng ta sử dụng cái chiếc điện thoại này, chúng ta không còn là cái người tiêu sản nữa ha, chúng ta sẽ lấy lại vốn trên cái chiếc điện thoại đó. Rồi. Và chúng ta sẽ qua một cái xu thế kiếm tiền thứ tư là cái xu thế trên blockchain. Thì gần đây thì anh chị ở nhà, anh chị bị cách ly, anh chị bị giãn cách, thì anh chị sẽ gặp rất là nhiều clip, bệnh rất là nhiều cái kênh, cái bài viết nói về tiền kỹ thuật số, về Bitcoin, về đầu tư, về sàn giao dịch, đúng không ạ? Thì anh chị nào đang tham gia vào cái xu thế blockchain thì anh chị comment số 8 để có biết được trong cái nhóm của chúng ta có những người đã hiểu về cái nền tảng blockchain. Anh chị comment số 8 ha. Ok, Chi đã tham gia nền tảng blockchain nè, chị Thanh Trần nè ha. Ok, chúng ta đã từng tiếp cận được, trải nghiệm được, hiểu được ha cái định nghĩa blockchain, cái quy luật về vận hành blockchain. Thì đây là một cái xu thế cực kỳ hot, nó là một cái xu thế mới các anh chị. Và cái xu thế này là trên toàn thế giới, kể cả những cái quốc gia châu Âu và châu Mỹ, nó là một cái coi như là một cái xu thế mới hơn cả cái quốc gia Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng ta may mắn đã tiếp cận cái nền tảng blockchain này sớm hơn tất cả những cái quốc gia khác. Bằng cái tại vì họ đã từng tiếp cận cái đồng tiền Bitcoin và cái cách vận hành cái đồng tiền Bitcoin, và họ tiếp cận được cái nền tảng blockchain, cái cách vận hành của nó như thế nào. Thì cái xu thế blockchain là một cái xu thế nền tảng phi tập trung, tức là chúng ta sẽ không có một cái đơn vị để tạo ra cái cuộc chơi này. Đối với những cái nền tảng đám đông cũ như là những Uber, Grab hay là Facebook hay là YouTube, là một nền tảng tập trung về một cái tổ chức, một cái công ty, một cái đơn vị để vận hành cái nền tảng này. Nhưng đối với blockchain là một cái nền tảng phi tập trung, là sự ủng hộ của đám đông các anh chị, tức là một cái thuật toán ra đời và cái đám đông này nó phát triển ra, và cái đồng tiền, cái giải pháp nó được mở rộng, và những cái người tham gia được lợi trên cái nền tảng đó bằng cách là giải quyết cái vấn đề là họ cần trao đổi, mua bán hay là vận hành một cái ứng dụng gì đó, nhưng mà không cần một cái đơn vị thứ ba để quản lý ha. Thì cái lợi nhuận chung của cái nền tảng blockchain này nó sẽ được chia sẻ chung, và mọi người được cho và nhận, nó vận hành theo cái quy luật cho và nhận. Thì cái nền tảng blockchain này là một cái nền tảng, tại sao nó là một cái xu thế? Cái thứ nhất là cái cộng đồng nó rất là lớn anh chị, bởi vì phi tập trung. Thì cái thuật toán của cái nền tảng blockchain là cái số lượng người tham gia càng đông thì cái nền tảng này nó càng mạnh và càng tốc độ, anh chị hiểu không ạ? Nó khác cái nền tảng, trong cái nền tảng truyền thống là cái số lượng người càng đông thì cái tốc độ nó càng chậm. Giả sử Tiki hôm nay có 1 triệu lượt truy cập thì cái hệ thống nó bị quá tải và nó bị down. Ví dụ hôm nay YouTube, cái nền tảng nó số lượng người cùng truy cập một cái live stream như vậy, thì cái nền tảng nó bị ảnh hưởng bởi cái số lượng cái cộng đồng. Còn đối với cái cộng đồng blockchain, anh chị, cái cộng đồng càng lớn thì cái độ băng thông nó càng rộng. Mọi người hiểu mà. Thì nó trong cái truyền thống nó theo vận hành theo cái quy luật cổ chai, tức là cái đám đông nó chảy vào một cái điểm ha, nó chảy vào điểm, thì cái điểm đó nó sẽ đi qua một cái cổ chai thì nó sẽ làm tắc nghẽn. Còn đối với xu hướng blockchain, nó là cái chia sẻ, tức là mọi người, cái đám đông này nó càng rộng thì cái băng thông nó càng vận hành càng nhanh. Thì cái nền tảng phi tập trung nó có một cái cộng đồng lớn và cái tốc độ nó đi theo cái cộng đồng đó. Thì anh chị gần đây anh chị thấy được những cái đồng coin và những cái hệ sinh thái của nó phát triển càng ngày càng lan rộng, và cái khả năng về để nhân cái tài sản của anh chị trong cái nền tảng kiếm tiền này nó rất là cao. Có những anh chị có thể bỏ vào một ít tiền và nhân ngàn lần tài sản là cái chuyện bình thường ha. Tôi gọi là anh chị gần đây anh chị thấy trúng coin á, là trúng dự án hay là trúng
nói chung là anh chị đầu tư đó ha, chúng coi đi, nó gọi là chúng coi đó, thì cái người đó thay đổi cái cuộc sống chóng mặt, tức là nói chung là anh chị sẽ thấy cái người rất là bình thường. Ngày hôm sau anh chị thấy người ta thay đổi hoàn toàn, thay đổi 180 độ trong cái người đó tham gia xu thế blockchain. Và cái xu thế này nó có một cái điểm hay, nó là ẩn danh. Ẩn danh tức là khi người ta tham gia, cái việc mà người ta kiếm được lợi nhuận không ai biết trước được, không ai biết được. Kể cả người nhà của anh chị, trong trong năm anh em đi, có một người tham gia blockchain, thì cái người ta mà có trúng anh chị cũng không biết. Đúng không ạ? Giống như là một trúng số, trúng số thì anh chị không biết được, tại vì nó là ẩn danh. Ẩn danh là gì? Cái thuật toán blockchain nó là một cái chuỗi ký tự, và anh chị sở hữu cái chuỗi ký tự đó là anh chị có được một cái tài sản, và cái tài sản nó không được minh bạch trong là ai, họ tên, ngày tháng, địa chỉ, số điện thoại của người đó trúng như thế nào, không ai biết hết. Giống như là hôm nay anh chị mua một cái đồng coin, anh chị lên thì anh chị sở hữu được một cái chuỗi ký tự, và cái chuỗi ký tự đó khi nó được tăng giá, nó được gọi là bay, thì anh chị trúng, nhưng mà không ai biết được là cái chuỗi đó của ai hết, thì nó được ẩn danh. Và ẩn danh giúp cho con người ta tham gia nhiều hơn, bởi vì tôi không cần ai biết tôi chơi, có được một cái tài sản như thế nào, tôi vận hành theo cái trải nghiệm của tôi, cái sở thích của tôi, cái kinh nghiệm của tôi. Và cái công việc này, những ai có cái kiến thức về nền tảng blockchain, họ kiếm tiền rất là nhiều các anh chị, trong cái việc trader, mua bán, trao đổi, đầu tư, hay là những cái giải pháp như là staking hay là holding, tức là anh chị cái kiểu mà anh chị làm giống như là đi gửi tiết kiệm á, thì cái tiết kiệm của blockchain nó tạo ra cái doanh số nhiều hơn trong cái việc tiết kiệm truyền thống như anh chị gửi tiền ngân hàng ha. Và cái khả năng bảo mật của blockchain nó cao hơn cả cái khả năng bảo mật của cái công việc truyền thống, cái bảo mật truyền thống như là bảo mật ngân hàng nè, bảo mật điện thoại, hay là bảo mật trên những cái két sắt á anh chị. Anh chị có một cái tài sản anh chị bỏ vào két sắt ở nhà thì nó vẫn không an toàn bằng cái bảo mật của blockchain, bởi vì blockchain nó có bảo mật 5 cái lớp, rất nhiều cái lớp để anh chị có thể vượt qua cái bước lớp đó. Nhưng đối với cái thuật toán blockchain, nó cho phép con người ta không thể nào hack được các anh chị. Nó rất là hay. Và một cái hay của blockchain nữa là anh chị có thể sở hữu những cái tài sản kỹ thuật số, nó gọi là NFT. Thì gần đây anh chị sẽ nghe rất là nhiều nói về NFT, nói về nhà cái những cái kỹ tài sản kỹ thuật số như là nhạc nè, như là phim nè, như là bất động sản số nè, như là những cái đồng tiền nè, như là những cái di vật, những cái hình ảnh mà anh chị muốn. Anh là chị là cái người duy nhất sở hữu được cái tài sản số đó, và cái tài sản số đó chỉ là đơn giản là một cái chuỗi ký tự duy nhất, và cái chuỗi ký tự duy nhất được định danh là ai sở hữu người đó thì người đó sẽ được độc quyền và duy nhất trên toàn thế giới sở hữu được cái tài sản đó. Và cái tài sản đó được giá trị từ cái việc là nó là hiếm. Hiếm là khi người ta muốn sở hữu, người ta tranh giành nhau để người ta yêu cầu, gọi là nó như là cái cược với nhau anh chị, để sở hữu được cái tài sản đó, để tạo ra cái giá trị. Thì có một số cái tài sản số hiện tại nó có vài triệu đô hay là vài chục triệu đô là chuyện bình thường. Thì những cái người kiếm tiền trên cái xu thế này là những cái người rất là giàu các anh chị. Gần đây anh chị sẽ xem những cái lên trên YouTube, có những cái anh nào mà nó gọi là cái anh như anh Khoa gì nhỉ? Anh gì mà hay đi Mỹ đó, thì đó là một cái người là họ đã kiếm tiền và họ đã thành công trên cái việc kiếm tiền trên kỹ thuật số, và họ rất là giàu các anh chị. Trong tài sản của họ có vài ngàn Bitcoin, họ đi du lịch khắp nơi, họ chia sẻ khắp nơi và mọi thứ, và họ không cần phải lo cái việc là kiếm thêm thu nhập nữa. Thì những cái người mà có một cái nguồn thu nhập kỹ thuật số, họ rất là ẩn danh, chúng ta không biết họ là ai, họ ở đâu, hay là một ngày nào đó may mắn anh chị sẽ gặp một người bạn và họ sẽ mở một cái USB ra, họ show cho anh chị khoảng 1.000 Bitcoin ha. Đó là chuyện bình thường. Và ở Việt Nam mình rất là nhiều người kiếm tiền trên blockchain ẩn danh. Ok, đó là cái xu thế thứ tư. Thì anh chị nào đã kiếm được nhiều tiền đã trên blockchain thì anh chị comment số 9 để Khoa biết là anh chị Lan là một cái người ẩn danh may mắn rơi vào cái group này. Comment số 9 rồi, không ai comment hết ha. Vậy là ở đây là chỉ là kiếm tiền bình thường thôi đúng không?
Rồi chúng ta sẽ qua cái xu thế thứ năm, cũng là cái xu thế kế tiếp rất là hay, và cái xu thế này rất là nhiều người lựa chọn, và những cái người gọi là cái người làm cái công việc chính danh kiếm tiền thu nhập theo kiểu bằng doanh nghiệp các anh chị, theo cái kiểu mà bền vững á, bền vững, thì họ chọn cái xu thế nền tảng affiliate marketing, tức là cái nền tảng tiếp thị liên kết. Đây là một cái nền tảng mà những cái nền tảng kinh doanh chính họ đang vận hành để họ mở rộng cái cộng đồng của mình, như là Alibaba, Amazon, như là Tiki, như là Grab ha, như là những cái nền tảng để giúp cho cái doanh nghiệp, nó là cái nền tảng chính quy nha anh chị, nó giúp cho cái doanh nghiệp để phát triển được cái doanh nghiệp, cái sản phẩm tiếp cận được cái khách hàng nhiều nhất. Thì đối với các anh chị khi tham gia một cái doanh nghiệp anh chị mở ra đó, thì anh chị sẽ tìm khách hàng đúng không, đối tượng khách hàng đúng không ạ. Thì cái nền tảng này nè là cái đơn vị thứ ba, là một cái đơn vị đối tác. Ví dụ Khoa là một cái người vận hành cái đơn vị tiếp thị liên kết này đúng không, thì Khoa là cái người đối tác của cái người cái doanh nghiệp đó, để giúp cho cái doanh nghiệp đó kiếm được cái đối tượng khách hàng bằng cái việc quảng cáo online. Thì anh chị gần đây anh chị sẽ thấy giả sử hôm nay chị Chi lại mở một cái ứng dụng, mà một cái đường link, và anh chị bắt gặp một cái đường link nào đó, anh chị thấy một cái sản phẩm là một cái chiếc xe đạp hay là một cái dụng cụ thể thao, anh chị click vào cái đường link đó, anh chị mua hàng đúng không, thì cái đơn hàng đó nó được tính và được kết toán ha, cái đơn hàng nó được kết toán, thì một phần cái lợi nhuận đó sẽ trả về cái đơn vị thứ ba, là cái đơn vị có cái công để quảng cáo cái đường link đó và chị Chi click vào. Thì cái nền tảng affiliate là cái nền tảng anh chị, cái người mua sẽ không biết được cái người mà đang chia sẻ cái link đó, ngoại trừ anh chị chỉ biết được là anh chị mua hàng thành công. Và cái đơn vị mà đang ôn đi để lưu lại cái clip chưa, thì cái clip này cái này đó sẽ được tính cho cái việc cái công sức anh chị tạo ra được cái chia sẻ này, và cái doanh số này các anh chị được ghi nhận, và cuối tháng nó sẽ trả về cho cái người làm cái công việc này. Và cái nền tảng affiliate này nó chỉ là đơn giản là một cái đường link, một cái đường link duy nhất các anh chị, tức là chúng ta chỉ cần một cái đường link để chúng ta quảng bá lên cái nền tảng chia sẻ cộng đồng, như là một cái nền tảng Facebook hay là YouTube hay là trên website hay là những cái nền tảng cộng đồng khác ha. Tức là cái công việc của cái người làm cái nền tảng tiếp thị liên kết anh chị, chỉ cần chia sẻ cái đường link, giới thiệu cái sản phẩm, và những cái người mua hàng click vào cái đường link đó, thì cái người đó thuộc vào cái hệ thống của cái người tạo ra cái đường link đó. Và cái thu nhập này nó được đến từ dài hạn, tức là cái công sức của anh chị giúp cho cái người click vào cái đường link mua hàng, thì họ tạo ra được một cái tài khoản, thì cái tài khoản đó thuộc về cái hệ thống của anh chị tạo ra. Tức là cái người này sau này họ mua hàng hay là họ tạo cái doanh số cho cái nhà sản xuất, thì chính các anh chị là cái người có công để giúp cho cái người này biết đến cái ứng dụng này, thì anh chị tạo ra một cái hệ thống gọi là hệ thống thu nhập thụ động. Tức là cái người này họ sau này họ giới thiệu một cái người khác, họ là mua hàng dùm cho bà con anh chị nào đó, hay là còn một cái nhu cầu nào đó họ giải quyết về cái vấn đề sản phẩm nhu cầu sản phẩm, thì cái doanh số của chị đến về cái nền tảng này. Thì tại sao cái bước thứ ba là tại sao chúng ta phải chọn cái nền tảng này, bởi vì những người ta bây giờ người ta chọn một cái nền tảng kinh doanh tinh gọn, tức là làm sao cái doanh nghiệp, cái công việc kinh doanh của họ là một cái doanh nghiệp tinh gọn, thì họ chọn cái nền tảng này, nó đơn giản chỉ nằm trên một cái điện thoại, và họ có thể đi bất cứ nơi nào họ cũng theo dõi được cái doanh số, cái công việc kinh doanh, cái đơn hàng, những cái khách hàng của họ đang vận hành trên cái nền tảng tiếp thị liên kết này các anh chị, và họ thấy được là mỗi tháng họ có được cái thu nhập bao nhiêu, họ thấy được là mỗi ngày cái bao nhiêu cái đơn hàng đến, bao nhiêu cái đơn cái doanh số đến, và cái việc này được trả thưởng xứng đáng. Người nào có cái sự kiên trì cố gắng và tập trung
Nếu mà anh chị làm nhiều thì anh chị được nhiều, anh chị có nhiều khách hàng thì anh chị được hưởng xứng đáng. Và nó không bị giới hạn trong cái việc kinh doanh truyền thống, tức là trong cái việc kinh doanh truyền thống anh chị có thể bán và kinh doanh giới hạn trong cái thời gian, trong những ngày đó anh chị. Ví dụ từ sáng tới chiều chúng ta bán thì chúng ta chỉ được trong cái lợi nhuận của cái kinh doanh đó. Nhưng đối với cái nền tảng freelance, nó là một cái nền tảng online, nó sẽ không bị giới hạn. Một ngày có thể 100 đơn hàng, 1.000 đơn hàng hay 10.000 đơn hàng là chuyện bình thường. Nó không ảnh hưởng trong cái việc chúng ta sản xuất hay là chúng ta dùng nhân công hay là nhân sự để chúng ta làm. Nó đến từ cái việc là cái việc chia sẻ của anh chị nó tiếp cận được nhiều khách hàng hay không. Nhiều cái việc cái sản phẩm của anh chị có giải quyết được nhiều cái người trên cái nền tảng online hay không, thì anh chị kiếm được cái thu nhập đó bằng cái trả thưởng xứng đáng ha. Và nó minh bạch. Minh bạch là sao? Tức là không có ai ăn gian các anh chị cả, bởi vì cái những cái người click, những cái người mua hàng đều nó là kết quả bằng những con số, và nó vận hành minh bạch trên cái nền tảng anh chị nắm bắt được, anh chị kiểm soát được ha. Và đây là một cái xu thế mà nó gọi là một cái xu thế mới bởi vì cái nền tảng internet, cái nền tảng IoT, tức là Internet of Things, nó vận hành theo cái cho và nhận. Thì cái nền tảng VLED nó đi giống như cái nền tảng cho và nhận, tức là anh chị cho đi trước, anh chị giới thiệu trước, anh chị giải quyết cái vấn đề của khách hàng trước, thì anh chị nhận lại sau. Cái doanh số, cái tiền, cái lợi nhuận nó sẽ đến sau đó khi anh chị làm cái công việc này. Thì anh chị chỉ cần tập trung, cam kết, anh chị cứ làm đi, anh chị sẽ nhận lại. Anh chị không thể nào mà anh chị chưa có làm nhưng mà anh chị muốn được cái thu nhập đó, bởi vì cái nền tảng này nó đến từ cái việc là giải quyết vấn đề của đám đông. Cái đám đông đang cần cái vấn đề và họ được giải quyết, thì họ được quy đổi thành một cái giá trị về lợi nhuận. Và cái giá trị về lợi nhuận nó đến với các anh chị và nó thay đổi cuộc sống của chị, và có kể cả cái công việc là thu nhập thụ động. Thì thu nhập thụ động nó như thế này anh chị. Anh chị tạo ra một cái hệ thống đường ống nước ha, giống như anh chị tạo ra một cái hệ thống nước, thì đầu tiên là anh chị sẽ xây dựng một cái hệ thống đường ống nước. Khi cái đường ống đó hoàn tất thì anh chị đã tạo ra được một cái hệ thống, và khi anh chị cho cái dòng nước đó nó chảy, thì có phải là nó là một cái dòng chảy, nó giống như một cái nguồn thu nhập. Thì nó chảy, khi hệ thống nó đã chảy ổn định rồi thì anh chị sẽ có được một cái nguồn thu nhập nó đến mà anh chị không cần phải làm nữa. Thì cái doanh nghiệp nền tảng affiliate nó giống như vậy. Thì anh chị để ý ha, gần đây có rất là nhiều người làm trong cái ngành công nghiệp mà khép kín, tức là cái hệ thống các anh chị. Thì anh chị để ý á, một cái sản phẩm ra đời á, thì họ cần làm một cái hệ thống tự động, sản xuất tự động, tức là một cái hệ thống là đóng gói, bao bì, đóng chai, tức là họ trước khi họ làm đó thì họ phải xây dựng, đúng không ạ? Xây dựng một cái hệ thống. Và khi cái hệ thống đó vận hành thì cái sản phẩm ra đời nó là tự động. Thì tự động, đối với tự động trên internet, nó sẽ khác cái tự động trên những cái nền tảng truyền thống. Tự động trên internet chỉ cần anh chị xây dựng một lần và hệ thống này nó vận hành ổn định, thì anh chị có được một cái thu nhập thường xuyên và đến từ những cái người sử dụng cái nền tảng internet. Anh chị hiểu không ạ? Ở đây anh chị nào đã từng làm trên cái nền tảng này, anh chị comment số 9 để Khoa có một cái cảm nhận là anh chị đã từng biết cái nền tảng này, như là AccessKey nè, như là OneClick, tức là anh chị có thể tìm kiếm trên Google ha, 10 cái nền tảng tiếp thị liên kết tốt nhất, thì anh chị sẽ thấy được nhiều cái nền tảng hiện tại nó đang vận hành, kể cả như cái nền tảng Amazon và Alibaba. Rồi, ai đã từng tham gia cái nền tảng tiếp thị liên kết thì mình comment số 9 ha. Rồi, mọi người đi đâu hết rồi? Rồi, có một số nè ha, có em Chi ha, Thanh cũng đã tham gia ha. Rồi, có một số người đã từng làm kiếm thu nhập trên cái AccessKey. AccessKey là một cái nền tảng để liên kết những cái người đối tác tham gia với cái nền tảng kiếm tiền như là Tiki, như là Shopee, như là Lazada, như là FPT. Thì anh chị gần đây anh chị tham gia trên cái Facebook, anh chị sẽ thấy quảng cáo. Cái người đối tác này họ có nhiệm vụ họ quảng cáo cái đường link này các anh chị trên những cái nền tảng
nền tảng xã hội đó anh chị, thì cái người trên cái nền tảng xã hội rất là cộng đồng rất là nhiều, khi họ click vào cái đường link thì họ vô tình click vào cái đường link chính các anh chị làm ra, và cái đường link đó mang lại cái thu nhập từ cái việc là họ mua hàng đó. Và kể cả khi họ không mua hàng, hãy về sau họ mua hàng tiếp tục, anh chị vẫn được cái thu nhập đó à. Thì cái nền tảng này nó được định lượng bằng cái kết quả là số lượt click, số lượt chốt sale, số lượt ra được cái đơn hàng, và cái số tiền bao nhiêu thường thường nó trả khoảng 10% trên cái thu nhập của cái lợi nhuận đó. Cái lợi nhuận ra thì anh chị có khoảng 10% trên cái thu nhập đó. Thì anh chị để có một cái công việc gì đó mà anh chị thông thường anh chị tham gia, anh chị bán, anh chị dùng cái vận hành là cái số công sức của chúng ta làm ra, giống như là anh chị đi làm buôn bán bánh mì đi, bánh mì thì có phải là anh chị bán 8 giờ thì anh chị có được cái thu nhập 8 giờ, nhưng đối với cái nền tảng với thị liên kết, anh chị chỉ cần làm một lần và nó đến từ cái việc khách hàng họ tức là anh chị không làm nữa, anh chị xây dựng xong anh chị nhận được cái trả thưởng đó, nó rất là xứng đáng và nó rất là nhân văn, và nó vận hành cái này nó tự động, và anh chị sẽ thấy được là thì ra cái nền tảng online nó tạo ra một cái nguồn thu nhập mà chưa bao giờ mình có thể thấy được cái kết quả đó. Rồi thì ở đây là Khoa đã nói năm cái xu thế kiếm tiền ha. Thì anh chị đã từng trải qua những cái xu thế là kiếm tiền trên cái đám đông, là anh chị đã kinh doanh trên những cái chợ online ha. Anh chị có trải qua những cái xu thế kiếm tiền tại nhà, tức là anh chị làm thêm một công việc gì đó và 100% online, như là anh chị đào tạo nè, anh chị chia sẻ, anh chị làm những cái khóa học, anh chị có thể live stream, hay là anh chị chơi game, anh chị live stream cái game á để anh chị kiếm thêm thu nhập tại nhà, hoặc là anh chị tham gia một cái nền tảng kiếm tiền trên chiếc điện thoại di động, như là anh chị chia sẻ những cái ứng dụng để kiếm được cái nguồn thu nhập, hoặc là anh chị tham gia một cái nền tảng tiếp thị liên kết để anh chị chia sẻ những cái đường link và gần đây kể cả những cái người mà ngôi sao, các anh chị họ không thể tìm những cái nguồn thu nhập trong cái công việc chính của họ, thì họ chọn những cái nền tảng tiếp thị liên kết, như là họ chia sẻ những cái đường link để có thể còn cái cộng đồng của cái người đó đến với cái đường link của họ. Thì anh chị có để ý những cái ngôi sao, những cái nghệ sĩ họ làm về cái affiliate, họ kiếm nhiều lắm vậy. Anh chị thấy họ kiếm nhiều thu nhập thụ động rất là nhiều, bởi vì một cái đường link của họ, bởi vì cái cộng đồng của cái người đó, cái người nghệ sĩ đó họ rất là tin tưởng, thì khi một cái chia sẻ nhỏ của họ tạo ra được một cái doanh số rất là lớn, một cái chia sẻ của họ, một cái sản phẩm, họ nói về một sản phẩm và một cái đường link, đấy là cái cộng đồng của họ click vào đường link đó, và kết quả đến từ cái việc cái ra được cái đơn hàng, thì họ cũng được kiếm được cái nguồn thu nhập trong cái nền tảng tiếp thị liên kết này. Thì có những người họ hiểu, họ tận dụng, họ áp dụng, họ sử dụng để kiếm được rất là nhiều tiền. Có những người họ không quen trong cái môi trường này, thì đến từ cái tư duy và cái quyết định của họ. Rồi, thì sau cái nền kinh tế này, sau cái năm cái xu thế này, Khoa sẽ muốn giới thiệu các anh chị một cái xu thế mà Khoa đang tham gia trong vòng 2 năm đã tạo được một cái nguồn thu nhập mà nó đến từ cái việc những cái xu thế mà Khoa vừa giới thiệu. Anh chị cùng lắng nghe ha. Bạn như thế nào rồi? Xin chào, mọi thứ thật tuyệt vời, cảm ơn bạn.
xin chào, tôi là CEO của doanh nghiệp này. Tôi muốn can thiệp vào đây để xây dựng ngành công nghiệp này. Chúng tôi muốn cung cấp một cơ hội lớn cho láng giềng của tôi trở thành các doanh nghiệp, hoặc cung cấp cho các bạn phương tiện để bạn thực hiện theo cách của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Không gì là không thể. Cắt. Được rồi, cảm ơn anh. Giữ gìn sức khỏe. Rao Quanh là thế hệ tiếp theo của mạng lưới kinh doanh trực tuyến. Trong lần đầu tiên, chúng tôi cung cấp cho mọi người cách tiếp cận với công nghệ mới để xây dựng doanh nghiệp của chính họ và kiếm tiền lâu dài. Chúng tôi làm việc với ngành công nghệ trực tuyến lớn nhất và các công ty tốt nhất trong thương mại điện tử, du lịch, trò chơi, phong cách sống. Chúng tôi là doanh nghiệp 5 phút, không quan trọng kiến thức trước đây. Mọi người có thể bắt đầu trong một vài phút. Chúng tôi là 100% di động và mô hình cách mạng Rao Quanh. Chúng tôi mang đến cho mọi người khả năng tiếp cận ở mọi nơi. Bất kỳ ai cũng có thể gia nhập vào vòng tròn Rao Quanh, vào một kế hoạch giải thưởng lớn hơn chưa từng thấy. Có bao giờ bạn từng mơ ước sẽ trở thành người đầu tiên của cái gì đó chưa? Và đây là cơ hội của bạn. Trở thành người tiên phong, thay đổi tương lai của bạn mãi mãi. Chọn sản phẩm yêu thích của bạn, giới thiệu và nhận thanh toán chưa từng có trước đây. Hãy bắt đầu. Đăng ký. Bạn đăng ký với một đường link hoặc mã QR được gửi bởi nhà tài trợ của bạn. Mời. Nếu bạn muốn mọi người cùng tham gia, chỉ vào các webinar và mời mọi người tham gia bằng cách gửi link cá nhân hoặc là mã QR cho họ. Chọn cái yêu thích trong kho lưu trữ Rao Quanh. Trong kho lưu trữ của Rao Quanh, chọn và bốc sản phẩm và bạn yêu thích. Lấy thông tin và tham dự một sự kiện webinar để cập nhật những tin tức mới và xem qua sản phẩm. Nào, hãy tham gia vào xu hướng này. Chào đón đến với công ty tiếp thị nhanh nhất trên thế giới. Ok. À đấy, mọi người có, khi mọi người xem cái đoạn clip thì chúng ta có để ý ha. Đây là một cái công ty 100% châu Âu, và sau 2 năm nó đạt được một cái cộng đồng là 32 triệu người, các anh chị, hơn 32 triệu người. Thì ở đây anh chị để ý ha, cái công ty này là cái công ty gì thì anh chị để ý nè. Đây là một cái giải pháp để giúp cho các anh chị tạo ra được một cái đám đông, và đơn giản nó vận hành theo cái quy luật affiliate, tức là một cái đường link duy nhất. Và anh chị có nghe để ý là anh chị đã từng tham gia một cái gì đó mới chưa? Bởi vì đây là một cái xu hướng mới, một cái giải pháp mới, nó bao gồm tất cả các giải pháp là kinh doanh 100% trên điện thoại di động, kinh doanh 100% online. Và chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta không cần phải có biết được một cái kinh nghiệm gì hết, mà chúng ta có thể tham gia với nó chỉ đơn giản là một cái đường link của một cái người giới thiệu các anh chị. Và chúng ta vào đây tham gia và chúng ta chọn một cái sản phẩm và chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh. Thì đây là một cái xu thế gọi là một cái xu thế đám đông. Thì Rao Quanh là gì? Thì anh chị sẽ đặt cái câu hỏi: Rao Quanh là gì? Tại sao tôi tham gia Rao Quanh, và tôi làm gì để tôi kiếm được cái thu nhập này? Thì mọi người sẽ tiếp ha, mọi người sẽ bắt đầu lắng nghe cái chia sẻ. Ok, đâu rồi? Cái slide đâu rồi? Ok.
Ủa sao nó bị tắt xe rồi? Ok, rồi chúng ta quay lại ha. Vậy mình sẽ đặt câu hỏi Rawan là gì? À, thì Rawan nó vận hành theo cái quy luật của kinh tế đám đông anh chị. Rawan nó vận hành theo cái quy luật của cái kinh tế đám đông, tức là một cái chợ, và nó mở ra một cái cơ hội tốt nhất trong cái thời điểm hiện tại, trong cái thời điểm Covid này. Các anh chị nào đã từng bỏ lỡ nhiều rồi, chúng ta đã trải qua những cái nền tảng kiếm tiền online, nó trải qua nhiều rồi, như là Facebook, như là YouTube, hay là những cái nền tảng như là chúng ta kiếm thêm những cái nền tảng thu nhập affiliate, hay là những nền tảng đang vận hành mà chúng ta tham gia và chúng ta đang sở hữu chiếc điện thoại, chúng ta bỏ lỡ rất là nhiều. Thì Rawan là một cái xu thế mới, và anh chị là cái người tiên phong trong cái thời điểm này, bởi vì Rawan chỉ xuất hiện trong vòng 2 năm và nó tạo ra được một cái tiếng vang, một cái thứ gì đó nó giúp cho người ta thay đổi và giải quyết cái vấn đề về cuộc sống, giải quyết về vấn đề về thu nhập. Thì chúng ta ra tham gia Rawan, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là Rawan là gì, và Rawan nó như thế nào, và tại sao chúng ta kiếm tiền từ đó ha. Thì đây là những cái câu hỏi mà nó sẽ bên dưới, để anh chị khi mà anh chị tiếp cận được một cái công việc gì đó, anh chị sẽ đặt câu hỏi Rawan là gì, Rawan hoặc hoạt động như thế nào, Rawan dành cho ai, Rawan cái sản phẩm nó là gì, tại sao tôi phải chọn Rawan, và bắt đầu như thế nào, và tôi phải làm gì để kiếm được thu nhập ha. Thì để đầu tiên thì muốn muốn giới thiệu về Rawan, tôi mua Rawan nó là một cái tuyên bố của Rawan, trước khi anh chị hiểu về nó, để khi anh chị nắm bắt cái vấn đề này, nó đã tuyên bố, tức là nó không 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 tức là anh chị hiểu cái nền tảng này nó đã chọn. Thì Rawan tuyên bố là Rawan là một cái nền tảng trực tuyến bao gồm những cái chương trình khách hàng chính thức miễn phí, giống như anh chị tham gia một cái nền tảng Tiki, và anh chị có được một cái doanh số, cái điểm khách hàng khi anh chị tiêu dùng sản phẩm ha. Rao là một cái nền tảng cộng đồng xã hội, thì đây là một cái nền tảng nó giống như Facebook và Google, hay là những cái nền tảng YouTube, tức là cái tất cả những cái thành viên, mọi lứa tuổi, mọi cái điều kiện, tức là không phân biệt ai hết, đều có thể tham gia nếu mà họ có được một cái chiếc điện thoại và có một cái email ha. Rồi Rawan sẽ sử dụng cái phương thức thanh toán là BTC và ETH, tức là Bitcoin và Ethereum, là làm phương thức thay thế. Tại vì sao các anh chị? Rawan nó đi theo cái xu thế là anh chị không cần phải sử dụng những cái phương thức truyền thống nữa, mà anh chị có thể dùng những cái đồng tiền điện tử để thay thế cái phương thức thanh toán, để nó mở rộng ra là cái việc là không giới hạn trong cái việc là anh chị ở quốc gia nào thì anh chị dùng cái phương thức thanh toán như vậy thì anh chị bị giới hạn. Thì Rawan chọn cái phương thức thanh toán của cái nền tảng blockchain là Bitcoin và Ethereum để anh chị thanh toán ha. Và Rawan là một cái mạng xã hội kết nối con người với những cái tổ chức sự kiện online trên toàn thế giới, tức là trong Rawan sẽ có những cái tổ chức sự kiện liên tục để kết nối với cái cộng đồng này trên toàn thế giới, để mọi người tiếp cận được những cái thông tin, những cái chương trình mà nó không cần anh chị phải đến nơi để hiện diện chỗ đó ha. Nó là 100% online trên trên toàn thế giới. Và Rawan là cái nền tảng để chia sẻ các phần thưởng cho các đối tác của liên kết với Rawan, giống như là anh chị tham gia với Rawan, anh chị được nhiều cái phần thưởng của nhiều đối tác, giống như anh chị tham gia một cái nền tảng Tiki, hay là nên tham gia một cái Lazada, anh chị không được chia sẻ bất cứ thứ gì trong cái đối tác đó, anh chị chỉ cần mua hàng, anh chị không được lợi nhuận, hay là anh chị không được cái lợi ích gì trong cái việc là chúng ta phải chi tiêu. Nhưng đối với anh chị tham gia Rao thì anh chị được chia sẻ từ những cái đối tác, đối với cái việc anh chị tham gia và anh chị chia sẻ cái liên kết này, thì Rawan sẽ tuyên bố không, tức là cái tuyên bố từ chối của Rawan là Rawan không bán cổ phần, anh chị hiểu mà, và Rawan không là cái công ty đánh bạc hay là đầu tư hay là xổ số hay là ngoại hối, tức là anh chị hiểu là Rawan không bán bất cứ một cái cổ phần nào hết ở đây.
Rawan không là cái giải pháp đầu tư, tức là anh chị không có dùng cái hình thức đầu tư vào cái nền tảng này. Rawan không là một cái công ty tiền điện tử, thì chính xác Rawan không là một cái công ty tạo ra một cái đồng tiền điện tử như là một cái đồng tiền Bitcoin hay là Ethereum nào cả, nhưng mà họ vận dụng cái phương thức thanh toán của cái đồng tiền này để cho cái cộng đồng này họ trao đổi mua bán với nhau. Và Rawan không phát triển trò chơi, tức là Rawan là một cái nền tảng, nó không phát triển những cái ứng dụng trò chơi ha. Rồi ok, thì anh chị nắm rõ những cái tuyên bố này để anh chị bắt đầu anh chị nắm bắt và anh chị tìm hiểu. Bởi vì khi mà anh chị nắm những cái keyword này, anh chị mới hiểu là à thì ra nó là như vậy. Bởi vì trong cái ngành truyền thông này, anh chị không nắm bắt của cái việc công ty thì anh chị sẽ không hiểu và anh chị truyền đạt sai ha. Thì bây giờ mình sẽ có câu hỏi là Rawan là gì? Giả sử như là Uber, Airbnb và Spotify hay là Agoda là những cái công ty, là những cái nền tảng không sở hữu bất cứ một chiếc xe nào, không sở hữu bất cứ một cái giường ngủ nào, không sở hữu bất cứ một cái khách sạn nào, không sở hữu bất cứ một cái âm nhạc nào, không sở hữu bất cứ một cái khách sạn nào, nhưng họ có rất là nhiều cái sản phẩm, cái dịch vụ để phục vụ cho cái đối tượng nhu cầu của cái nền tảng đó. Thì Rawan nó cũng giống vậy các anh chị, nó không sở hữu bất cứ một sản phẩm, nó không có kinh, nó không sản xuất, nó không có sở hữu những cái sản phẩm đó, nhưng nó là một cái thư viện sản phẩm, nó là kết hợp những cái thư viện sản phẩm đến với các công ty khác, đến với cái cộng đồng Rao. Nó giống như các anh chị đã từng tham gia Alibaba đúng không ạ? Alibaba là một cái nền tảng không sở hữu bất cứ một cái doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nào, mà họ là cái nền tảng kết nối tất cả những doanh nghiệp đến với những cái đại lý, cái đại lý người dùng, tức là cái người dùng là cái người mua và cái đại lý là cái người sản xuất. Thì Alibaba là một cái nền tảng kết nối, là một cái ứng dụng chia sẻ để phát triển cái cộng đồng này càng lớn mạnh, thì cái việc vận hành của cái ứng dụng này nó càng phát triển. Thì Rawan là một cái nền tảng không sở hữu bất cứ một cái sản phẩm nào và dịch vụ nào, nhưng nó là một cái nơi để kết nối cái công ty với cái đám đông khách hàng từ cái việc phát triển cộng đồng Rawan. Thì anh chị hiểu đây là một cái cách vận hành của cái xu thế đầu tiên, tức là cái xu thế đám đông, tức là Rawan là một cái chợ, một cái đám đông. Và cái đám đông này nó bắt nguồn từ sau 2 năm, nó tạo được một cái đám đông hơn 32 triệu thành viên. Và hơn 32 triệu thành viên này là một cái đội ngũ mà nó tham gia và nó đã phát triển ha. Nó tạo được cái tiếng vang và nó là một cái, nó tạo ra một cái kỷ lục mà trước đây những cái nền tảng đám đông khác không thể tạo được. Vậy thì chúng ta tham gia Rawan như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký vượt một cái đường link, giống như anh chị đã xem một cái clip á, thì chúng ta sẽ nhận được một cái đường link của cái người giới thiệu và chúng ta đăng ký miễn phí 100%. Chúng ta sẽ không có trả cho một cái điều kiện của cái tham gia của cái phí này. Tức là khi anh chị tham gia đường link, anh chị đơn giản chỉ cần cái thông tin của anh chị và cái email, và anh chị đã chính thức tham gia vào cái cộng đồng này. Và để anh chị kiếm được thu nhập, hoặc là anh chị chọn cái công việc này làm cái công việc kinh doanh, thì anh chị sẽ là một cái người chọn lựa những cái sản phẩm trong Rao để anh chị quyết định, anh chị trải nghiệm và anh chị vận hành nó để anh chị kiếm được thu nhập ha. Thì đầu tiên Rao nó không phải là một cái khoản đầu tư, cũng không phải là một cái kế hoạch làm giàu để anh chị nghĩ là những cái người làm tài chính, anh chị thường là họ nghĩ là có một cái công việc gì đó mà họ bỏ một số tiền để họ có được một cái lợi nhuận. Thì Rao không là một cái khoản đầu tư như vậy các anh chị. Rao không thể là một cái cách để làm giàu nhanh. Tức là anh chị đừng có nghĩ là chúng ta phải vào đây để chúng ta một ngày, một tháng, hai tháng để chúng ta có được một cái làm giàu từ cái blockchain như anh chị đã từng thấy ha. Nó là một cái nền tảng affiliate bằng cách là anh chị làm việc và anh chị có được cái thu nhập. Tuy nhiên, đây là một cái cơ hội để anh chị có thể mở ra được một cái nhìn mới về cái cách sử dụng sản phẩm. Rao nó giống như một cái nơi mà khi anh chị là một khách hàng, thì chính các anh chị cũng là một cái doanh nghiệp của khách hàng đó, cái sản phẩm đó. Giống như anh chị đã từng tham gia một cái nền tảng Tiki, anh chị sử dụng sản phẩm,
Nhưng mà anh chị không được lợi trong cái việc là anh chị có lợi ích trong cái việc khi anh chị tiêu dùng. Thì đối với Rawan là anh chị là một cái thành viên, anh chị là một cái khách hàng trong cái đơn cái sản phẩm này, thì anh chị chính là một cái người chủ doanh nghiệp trong cái sản phẩm đó. Nó giống như anh chị đang sở hữu cái giá trị của cái sản phẩm tiêu dùng của anh chị. Anh chị tiêu dùng và cái sản phẩm này nó lại tạo ra lợi nhuận, và anh chị được một phần trong cái lợi ích trong cái việc lợi nhuận này. Thì nó sẽ giúp cho các anh chị phát triển về cá nhân cũng như cái doanh nghiệp của anh chị trong cái nền tảng online. Anh chị nhớ ha, chúng ta tham gia rao, chúng ta đăng ký với một đường link, là một đường link đó anh chị miễn phí. Vậy thì cái mô hình của rao nó là cái mô hình đi theo cái xu thế của một cái hành trình. Nó anh chọn lựa những cái sản phẩm nó theo cái tiêu chí là giải trí, giáo dục và phong cách sống. Thì anh chị thấy là những cái sản phẩm trong Rawan hoặc là những cái đối tác doanh nghiệp của Rawan nó đi theo một cái xu thế mới. Anh chị có để ý là cái ngành giải trí, là cái ngành game á anh chị, là một cái ngành tạo ra được cái lợi nhuận lớn trong cái nền tảng online. Như anh chị gần đây anh chị thấy rất là nhiều cái người chơi game trên Facebook, như là cái rất là nhiều chơi game họ chia sẻ trên cái kênh YouTube hay là trên cái online. Thì cái ngành này là một cái ngành giúp cho tạo được cái doanh số rất là lớn, bởi vì nó là một cái ngành kỹ thuật số và nó là một cái sản phẩm giải quyết về cái vấn đề cuộc sống tâm thức của con người ta. Tức là nó không là một cái sản phẩm hữu hình như là chúng ta có thể cầm sờ mó được, mà chúng ta giải trí, tức là cái con người ta có cái vấn đề về tâm thức, người ta cần giải quyết cái vấn đề về tâm thức, người ta cần relax, người ta cần xả stress, thì người ta tham gia cái sản phẩm này. Game cũng là một cái sản phẩm giúp cho cái nguồn lợi về cái cộng đồng rất là lớn. Và giải trí thì anh chị để ý, cái ngành giải trí là một cái ngành kiếm tiền cũng rất là khủng, như là phim ảnh, như nhạc, hay là như những cái sản phẩm mà giúp cho anh chị giải quyết về những cái vấn đề về trong cái thời gian là khi anh chị làm việc quá sức, hay là quá cái cuộc sống chúng ta gặp nhiều cái vấn đề, thì chúng ta cần cái sản phẩm giải trí để giải quyết cái vấn đề. Thì giải trí là một cái nguồn thu nhập rất là khủng, như là phim ảnh ha, nó cũng tạo ra một cái ngành kỹ thuật số trong cái xu thế hiện tại. Và một cái ngành giáo dục, một cái ngành xu thế mới, xu thế rất là chủ đạo, đó là ngành giáo dục. Thì gần đây anh chị lên những cái kênh, anh chị có gặp nhiều cái khóa học, cái khóa đào tạo, cái khóa giải quyết nhiều vấn đề, và anh chị có những thiếu về cái kiến thức, thiếu về cái kinh nghiệm, thì trên cái ngành giáo dục này nó giải quyết về vấn đề làm sao anh chị có thể chọn một cái khóa học để giúp cho các anh chị kinh doanh, giúp cho anh chị cải thiện được cái cá nhân của anh chị, cái con người của anh chị, cái phong cách sống của anh chị. Và cái sản phẩm của Rao là một cái sản phẩm mà đi đúng cái xu thế, và sẽ rất là nhiều sản phẩm để phù hợp với tất cả các đối tượng tham gia vào đây. Như anh Dũng, khi anh Dũng vào đây, anh Dũng sẽ chọn một cái sản phẩm nào đó phù hợp với anh chị, như là giáo dục, đúng không ạ? Hoặc là anh chị tìm anh Dũng tìm một cái sản phẩm giải trí, hay là anh Dũng tìm một cái phong cách sống, như là anh chị chọn những cái chương trình du lịch, hay là những cái về cuộc sống ha. Thì một cái đối tượng khác như là chị Chi sẽ chọn một cái phương cái sản phẩm là về giải trí, về game, hay là một cái sản phẩm về phim ảnh. Thì mọi người đều có cái sự lựa chọn trong cái thư viện sản phẩm của Rawan để quyết định trong cái công việc là chúng ta tham gia. Có những người họ chỉ tham gia, các anh chị, họ chỉ có sản phẩm, nhưng có những người họ thấy cái cơ hội này là một cái cơ hội để phát triển được cái cải thiện được cuộc sống, thì họ chọn cái sản phẩm và họ chia sẻ, họ phát triển cái doanh nghiệp này ra thành một cái doanh nghiệp cá nhân của họ, kinh doanh, công việc kinh doanh của họ, để họ kiếm thêm thu nhập. Thì trong năm cái xu thế mà Pha đã nói đó, thì cái xu thế về kiếm tiền tại nhà, cái xu thế về một cái doanh nghiệp nhỏ gọn, thì Rawan bắt được cái xu thế đó và giúp cho các anh chị có một cái góc nhìn mới về cái mô hình kinh doanh online. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đơn giản, anh chị đăng ký một cái đường link, anh chị chọn một cái sản phẩm, anh chị tham gia, và anh chị có quyền quyết định trong cái việc trải nghiệm và anh chị chọn lựa nó. Một là anh chị có ba cái cấp độ để anh chị làm cái công việc
của Rawan. Một là anh chị mua sản phẩm, anh chị trải nghiệm và anh chị tận hưởng trong những cái sản phẩm này. Hai là anh chị trở thành một cái thành viên, là anh chị chọn cái sản phẩm và anh chị muốn kiếm cái thu nhập thì anh chị sẽ chia sẻ cho cái thành viên khách hàng khác để họ biết được cái sản phẩm của anh chị, cái cùng cái quan điểm của anh chị, để họ cũng cùng mua cái sản phẩm giống như vậy. Ba là anh chị muốn trở thành một cái doanh nhân, một cái người kinh doanh lớn, thì anh chị sẽ mở rộng cái việc kinh doanh này bằng cái việc anh chị phát triển một cái đội ngũ bên dưới, bằng giống như các anh chị như vậy, thì anh chị có thể là một cái người quản lý trong cái đội ngũ đó, họ vận hành để tạo được cái nguồn thu nhập và cái doanh nghiệp của anh chị lớn, cái cộng đồng của anh chị lớn, cái chợ này nó càng lớn thì nó tạo ra một cái doanh số lớn. Thì cái người nào họ hiểu, họ hiểu trong cái cách vận hành internet thì họ sẽ chọn lựa trong cái kinh doanh này, tùy theo cái cuộc sống, cái hoàn cảnh, cái điều kiện của họ ha. Thì ở đây có 4 cái gói để chúng ta tham gia. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn một cái gói cơ bản để chọn thành một cái thành viên tính chính thức, một cái đơn vị để bắt đầu làm kinh doanh, thì là 109 euro, tức là khoảng 3,2 triệu ha, khoảng 3,1 triệu đó, tùy theo cái giá euro mà anh chị có thể nhân ra, và anh chị thanh toán trực tiếp với công ty bằng cái phương thức như là chuyển Bitcoin và anh chị chuyển khoản ngân hàng. Và cái gói cao nhất của Rawan là một cái gói doanh nhân là khoảng 2499. Nó sẽ bao gồm những cái sản phẩm mà để anh chị có thể trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm hiện có của Rawan, với một cái, nó giống như anh chị khi anh chị tham gia một cái gói mà gọi là thành viên VIP anh chị, thì anh chị sẽ được trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm liên kết của Rawan, và anh chị tận hưởng những cái chính sách và cái điều kiện nhận thưởng của một cái doanh nghiệp. Còn nếu mà anh chị đầu tiên anh chị không có điều kiện, anh chị chọn một cái sản phẩm thấp nhất, thì anh chị là một cái người kinh doanh nhỏ, anh chị là một người bắt đầu, anh chị là một người trải nghiệm những cái sản phẩm nó có giới hạn trong các cái gói lựa chọn ha. Thì cái gói lựa chọn ở đây anh chị sẽ bao gồm một cái 109 bao gồm một cái tài khoản Mister, một cái tài khoản game với 12 tháng miễn phí anh chị chơi, anh chị trải nghiệm, và một cái tài khoản giáo dục Mido để anh chị học những cái khóa học về đào tạo kinh doanh và miễn phí trọn đời. Anh chị sẽ có một cái tài khoản live trend để anh chị có thể book vào khách sạn và anh chị trải nghiệm trong cái ứng dụng này, và anh chị kiếm thêm thu nhập từ cái việc tiếp thị liên kết. Và anh chị có một cái số lượng điểm khách hàng thân thiết giống như những cái điểm mà anh chị đã từng tham gia một cái hãng hàng không, rồi anh chị tích lũy những cái dặm bay á, thì cái điểm này nó giống như một cái điểm tích lũy ha, để anh chị có thể mua hàng để tái sử dụng những cái sản phẩm trong cái gói. Thì ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn tùy theo cái việc chúng ta tìm hiểu và chúng ta quyết định trong cái việc để kinh doanh trong cái 4 cái xu thế kinh doanh online là một cái nền tảng tiếp thị liên kết, thì anh chị phải chịu một cái chi phí. Thì sau khi anh chị xem một cái đoạn clip của Rawan á, thì đám đông Rawan là một cái đám đông khép kín, nó giống như một cái sân vận động của các anh chị, và cái sân vận động này được trả phí bằng cái việc là anh chị mua vé vào, thì cái vé nó giống như một cái phí ban đầu để anh chị quyết định anh chị đăng ký. Thì ở đây anh chị là giả sử chúng ta nhìn thấy cái phí ban đầu là 109 euro, nó giống như anh chị mua một cái vé vào cái sân vận động, và anh chị có những cái đơn hàng, cái sản phẩm như là một cái chai Coca nè, một tờ báo nè, một cái cây quạt nè, một cái số điểm tích lũy nè, được một cái nón nè, là những cái gói mà anh chị đã mua, anh chị đã đồng ý mua trong cái sản phẩm này khi anh chị vào cái đám đông của sân vận động. Thì nó giống như vậy các anh chị, tức là cái đám đông này nó trả phí bằng cái việc anh chị cam kết mua những cái sản phẩm này, và anh chị có thể dùng cái sản phẩm này để bắt đầu anh chị quyết định, anh chị trải nghiệm và anh chị kinh doanh. Nó không là một cái, tức là anh chị tham gia thì miễn phí để anh chị trải nghiệm trong cái cách vận hành nó, nhưng mà để anh chị tham gia kinh doanh thì anh chị phải trả phí, anh chị phải trải nghiệm sản phẩm. Bởi vì khi anh chị sử dụng sản phẩm, anh chị cảm nhận được cái sản phẩm nó như thế nào thì anh chị mới chia sẻ được cho cái cộng đồng bên ngoài, để họ biết được cái đám đông Rawan họ tham gia, và anh chị tạo được một cái doanh nghiệp từ cái việc là khi cái doanh nghiệp của anh chị lớn thì anh chị chọn một cái gói doanh nhân để anh chị quyết định trong cái việc kinh doanh một cái sự nghiệp của các anh chị. Thì ở đây các sản phẩm của Rao là những cái sản phẩm toàn cầu ở trong sản phẩm dịch vụ toàn cầu là sao các anh chị? Là anh chị có thể giới thiệu ra bên ngoài
cái quốc gia của anh chị, cái nơi ở của anh chị cho tất cả mọi người trên toàn thế giới biết được cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này không bị giới hạn những cái điều kiện về kinh tế hay địa lý. Giống như các anh chị thường là anh chị kinh doanh online đi, anh chị kinh doanh trên một cái chợ Facebook, hiện chị chỉ quản chị kinh doanh trên một cái vùng đó, một cái thành phố đó, một cái quốc gia đó. Ví dụ anh chị kinh doanh cái sản phẩm trái cây nông sản đi, thì anh chị chỉ kinh doanh trên cái vùng miền đó, họ có thể nhận được cái món hàng của anh chị. Hay là anh chị kinh doanh trên cái sản phẩm làm đẹp, thì anh chị cũng giới hạn trong cái nơi, cái vùng đó mà anh chị có thể ship được cái món hàng này tới nơi đó. Nhưng đối với cái sản phẩm của rau là một cái sản phẩm số, thì cái sản phẩm này không bị giới hạn trong cái việc làm vận chuyển nè, chi phí sản xuất nè, hay là cái chi phí sử dụng trải nghiệm hay là dùng thử, nó không bị giới hạn anh chị. Thì sản phẩm của rau nó là một cái sản phẩm số và toàn cầu, mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng được, và dành cho mỗi cái đối tượng phù hợp với cái sản phẩm này. Thì Mister là một cái sản phẩm game online, và nó là một cuộc cách mạng các anh chị, bởi vì nó là một cái sản phẩm trực tuyến và nó giúp cho cái cộng đồng này họ thích tham gia để cạnh tranh với nhau trong các cái giải đấu. Và cái game nó có cái phần thưởng xứng đáng trong cái việc khi anh chị đứng trên cái vị trí đó, trong cái một cái bảng top khi mà anh chị chọn lựa cái game này. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm Mido, là một cái nền tảng giáo dục trực tuyến. Nó giúp cho cái việc nghề nghiệp của anh chị, phát triển tư duy, phát triển nghề nghiệp của anh chị. Anh chị hiểu được cái cách vận hành, cái cách làm sao chúng ta bán được nhiều hàng, cái cách làm sao xây dựng một cái doanh nghiệp, xây dựng một cái sản phẩm, và chúng ta làm sao cái tiếp cận được những cái việc kinh doanh của chúng ta phát triển nhiều hơn. Thì Mido là một cái nền tảng giáo dục trực tuyến, và nó là một cái người sáng lập, là một cái người rất là nổi tiếng trong cái ngành đào tạo. Và khi anh chị trải nghiệm thì anh chị sẽ cái nền tảng này nó rất là nhiều ngôn ngữ, và nó sẽ giúp cho các cái thành viên trên toàn thế giới đều có thể tiếp cận được. Blockchain cũng là một cái sản phẩm trực tuyến, nó giúp cho các anh chị mở ra một cái việc kinh doanh về du lịch. Ví dụ anh chị trải nghiệm về cái việc book phòng, book khách sạn, book những cái chuyến đi, nhưng mà anh chị có thể phát triển cái doanh nghiệp này trên cái cộng đồng của các anh chị bằng cách chia sẻ, giới thiệu. Khi mọi người cùng tham gia thì anh chị cũng có được một cái thu nhập từ cái ứng dụng này. Và nhiều những cái sản phẩm khác, như là tạp chí, như là những cái sản phẩm dầu thơm, và một cái tiếp nữa là những cái sản phẩm Phan muốn giới thiệu là một cái sản phẩm Planet X, là một cái sản phẩm mà đây là một cái sản phẩm trên cái nền tảng blockchain, đó là sản phẩm kỹ thuật số để anh chị có thể sở hữu được những cái bất động sản số về đất đai, nhà cửa ha. Thì nó được nó cũng là một cái sản phẩm giúp cho các anh chị mở ra được một cái nguồn thu nhập trong cái xu thế kinh doanh blockchain. Và một cái sản phẩm là cái sản phẩm Linh Mi, là một cái sản phẩm mà giúp các anh chị để có thể là phát triển trong cái việc chia sẻ liên kết, nó giống như một cái card cá nhân để anh chị giới thiệu ra ngoài những cái cơ hội kinh doanh, những cái đường link, những cái thiết bị liên kết mà anh chị có thể tổng hợp được trên một cái đường link duy nhất, và SoMe và Multi Wallet vân vân. Thì có một cái sản phẩm sắp ra đời, đó là một cái sản phẩm ví điện tử, thì anh chị ở đây có thể có được một cái sản phẩm mà anh chị đã từng tham gia một cái nền tảng blockchain nào đó, anh chị tham gia một cái nền tảng ví nào đó, và anh chị phát triển, anh chị kiếm được thu nhập. Nhưng đối với Rao, nó là một cái tổng hợp rất rất là nhiều sản phẩm, nó bao gồm những cái sản phẩm số, bao gồm những sản phẩm blockchain, bao gồm những cái sản phẩm giải trí và những cái phong cách sống. Thì anh chị có thể chọn lựa trong những cái sản phẩm này để anh chị quyết định trong cái việc chia sẻ ra bên ngoài, để họ biết được cái sản phẩm của Rao và họ đăng ký với cái đường link của anh chị, và là một cái đường link duy nhất ha. Thì sẽ có một số cái đoạn kế tiếp. Thì Rao làm như hồi nãy Khoa có nói là Rao tuyên bố, Rao là một cái nơi để kết nối cái cộng đồng này đến với những cái sự kiện trên toàn thế giới. Thì cái lần đầu tiên khi mà Khoa đã tiếp cận một cái buổi live stream trực tuyến của công ty, thì Khoa thấy được là đây là một cái nền tảng mới để giúp cho cái cộng đồng tiếp cận được trong những cái sự kiện, những cái buổi trình diễn, những cái chương trình giải trí tập kỹ, hoặc là anh chị thường là anh chị giải trí cuối tuần, anh chị tham gia một
cái sự kiện như là anh chị xem trực tiếp bóng đá nè, anh chị xem sự kiện những cái sự kiện trên tivi đó, cái trò chơi rồi đó, thì ở đây Ra Quan cũng có một cái sản phẩm là giải trí, và anh chị muốn 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 trải nghiệm sản phẩm này, anh chị mua một cái vé, thì đặt cái vé và anh chị xem trực tuyến trên cái nền tảng Rao. Và những cái buổi này nó theo quy chuẩn quốc tế và nó rất là chuyên nghiệp. Anh chị đã từng xem những cái buổi trình diễn trao giải như là trao giải Oscar hay là trao giải những cái viện hàn lâm âm nhạc quốc tế, thì Rao Quan tổ chức những sự kiện với một cái quy mô như vậy, rất là chuyên nghiệp và nó rất là hấp dẫn, để giúp cho cái cộng đồng này nó được giải trí, nó được tiếp cận những cái thông tin. Rồi, kế tiếp thì Ra Quan kiếm tiền như thế nào? Thì đối với cái anh chị xem cái clip đầu tiên đó, đơn giản chúng ta là cái người tham gia Rao miễn phí, chúng ta đăng ký cái thành viên và chúng ta chọn một cái sản phẩm, chúng ta kích hoạt nó, chúng ta kích hoạt nó và chúng ta sử dụng cái đường link của trên cái trang web của chúng ta giới thiệu ra bên ngoài, và một thành viên khác cũng chọn cái đường link đó, đăng ký và chọn một cái sản phẩm nào đó, thì chúng ta sẽ nhận được một cái hoa hồng từ cái việc người ta đăng ký cái đường link và người ta chọn một cái sản phẩm. Thì cái cách vận hành của Rao nó đơn giản, nó là một cái vận hành theo cái nền tảng tiếp thị liên kết, tức là chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta có một đường link và chúng ta chia sẻ cái đường link ra bên ngoài, không biết chúng ta tìm mọi cách để chia sẻ và giúp cho cái người ta đăng ký cái đường link đó chọn một cái sản phẩm. Và như hôm nay là Khoa đang giới thiệu cho anh chị cái nền tảng này để mọi người đăng ký cái đường link này và mọi người chọn một sản phẩm, và Khoa sẽ có một cái hoa hồng trong cái việc anh chị chọn mua cái sản phẩm đó, sử dụng cái sản phẩm đó. Rồi, ok, thì đối đến với Rao, chúng ta có 7 cái nguồn thu nhập trong cái chính sách và trả thưởng của Rao. Thì Khoa sẽ không nói cụ thể trong đây, nhưng đối với những nền tảng này, đây là một cái chính sách mà nó hoàn toàn mới, nó tạo ra một cái tiếng vang lớn, một cái xu thế mới. Bởi vì đối với những nền tảng sau 5 cái nền tảng mà Khoa giới thiệu ban đầu, thì tất cả những cái chính sách hoa hồng của tất cả nền tảng đó đều đi vào trong một cái nền tảng Rao, tức là nó sẽ có hoa hồng trực tiếp nè, hoa hồng thu nhập thụ động nè, hoa hồng trả thưởng nhanh nè, rồi hoa hồng thặng dư nè, hoa hồng cấp bậc nè, và hoa hồng trả thưởng theo sản phẩm nè. Tức là những cái chính sách hoa hồng nó tốt nhất nó được đưa vào đây để nó giúp cho các anh chị kinh doanh tốt hơn. Rồi, Khoa sẽ giới thiệu một trong những cái sản phẩm đầu tiên, đó là Mister. Đây là một cái clip giới thiệu về cái Mister, anh chị cùng theo dõi. Thì ở đây nó đang phát trực tuyến trên cái kênh online, cho nên nó hơi chậm. Sau này ta sẽ phát lại trên cái và Mister nó được ra đời cách đây một năm cái gì hay là dành cho những người thích thể hiện và họ thích
cạnh tranh các cái vị trí, và những cái game này nó đòi hỏi cái tư duy và cái trí não. Đây mình sẽ trình bày ha, anh chị tập trung nhìn lên màn hình. Rồi, ok. Thì đầu tiên là chúng ta log vào cái tài khoản của chúng ta. Thì anh chị sẽ chọn một cái sản phẩm trong cái cửa hàng store. Ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm và anh chị chọn một cái sản phẩm mà anh chị muốn trải nghiệm. Ở đây chúng ta sẽ login vào cái sản phẩm đó. Anh chị nào đã nhìn được cái màn hình ứng dụng game thì comment số 8 để Khoa biết là mọi người đã thấy được ha. Đấy, đây là cái cửa sổ game của Mister các anh chị. Đây là mình Khoa đang mở trên cái nền tảng ứng dụng điện thoại di động. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái dẫn và sản phẩm của cái giải đấu đang thách đấu ha. Thì mỗi cái giải đấu nó sẽ có một cái phần thưởng để các anh chị chọn lựa thích hợp ha. Thì mỗi cái phần thưởng này nó sẽ chọn lựa một cái game để các anh chị bắt đầu tham gia, anh chị tranh cái giải đấu này, cái phần thưởng này. Giả sử đây là một cái laptop của anh chị bấm vào ha. Đây là một cái laptop MSI. Đấy. Đây là một cái laptop của Acer Nitro, tức là nó có cái sản phẩm, nó có cái thông số của cái sản phẩm này và anh chị tham gia cái giải đấu này. Rồi, anh chị sẽ thấy được là chúng ta có 3890 cái thành viên đang tham gia để cạnh tranh với cái giải đấu của chúng ta. Đúng không ạ? Đấy, đây là một cái game ha. Đây là nó hướng dẫn cho các anh chị đây. Rồi nó kêu là mình quay xong cái mình bắn. Tại vì chưa chơi cái này cho nên mình không biết. Đây ha. Các cái trò chơi này dành cho những người lớn mà họ cần giải trí, vừa giải trí mà có được cái phần thưởng và cái sự cạnh tranh trên cái bảng. Cả nhà có nghe được cái âm thanh không ạ? Nghe được bấm số 8 đâu mà biết coi, nghe được cái âm thanh không? Có nghe được cái dạ âm thanh? Dạ có đây. Ok. Nghe rõ. Dạ. Đấy, mình phải show cho khách hàng chứ. Lâu lắm mà không có chơi game. Đấy, đây là một những cái game đó anh chị. Cái game này giống như cái game bắn bi ở trong cái game mình hay chơi trên điện thoại á, bạn hiểu. Nó quay vòng vòng, còn kia cái bảng ngang. Có những người mà họ thành thạo trong cái chơi game á, họ lên đây họ kiếm được rất là nhiều phần thưởng.
Nó bị đứng rồi, Fly ơi. Ủa, đây thấy mà. Có đứng không? À, dạ có, nghe rồi. Vậy là chắc nét á, nét bên gì á. Rồi, ok, đây là một cái game ha. Chúng ta sẽ có cái game này, chúng ta sẽ chọn một cái game khác. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chọn một cái giải thưởng khác nếu mà chúng ta thấy phù hợp. Ở đây nó có một cái giải thưởng đồng hồ ha. Đây là một cái đồng hồ Timber các anh chị. Cái đồng hồ thể thao. Thì anh chị muốn tìm hiểu cái sản phẩm này như thế nào, anh chị lên Google search cái sản phẩm, tên cái sản phẩm này là cái gì, bao nhiêu tiền, thì anh chị biết được cái giá trị của cái giải thưởng đó. Thì anh chị sẽ chọn cái sản phẩm đó, anh chị xem cái game của mình đó, nó phù hợp với mình hay không, để mình chơi để mình kiếm được cái giải thưởng đó, đúng không ạ? Tức là ở đây anh chị nào có đam mê muốn chơi game để tìm giải thưởng thì lên đây. Sao nó đứng rồi? Xe lại nha. Nó bị đứng rồi. Mấy cái chia sẻ này nó đòi cái đường truyền cao cho nó, đâu đó nó bị đứt. Rồi nghe không? Có nghe không? Hình như không có tiếng. Đấy, có tiếng này. Thì anh chị có thể dùng những cái ứng dụng này dành cho những đứa bé trong nhà mình để nó không chơi những game mình cũng mới. Là cái game của mình cũng hay gọi là cái game có giá trị. Chơi game được thì có thể kiếm được tiền. Ok, đây là một cái game ha. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái game khác giả sử. Thì đây là một cái ứng dụng nó đang tạo ra được một cái tiếng vang lớn trong cái cộng đồng của ra, bởi vì mỗi ngày có rất là nhiều cái giải thưởng, có rất là nhiều cộng đồng họ cùng tham gia để họ tranh nhau những cái giải thưởng này, và giải thưởng này khi anh chị đạt được thì nó sẽ gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà của các anh chị ha. Ok. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Sản phẩm thứ hai. Đây là một cái sản phẩm sắp ra mắt các anh chị. Đây là một cái ví điện tử, cái ví để giúp các anh chị thay thế cho cái việc thanh toán, và có thể chúng ta có thể dùng cái ví này, chúng ta có thể mua những cái cổ phần cổ phiếu của các công ty lớn như là Apple, như là Telstar, như là Microsoft, hay là những cái công ty lớn. Chúng ta dùng cái việc thanh toán và chúng ta có thể chuyển khoản, chúng ta có thể mua trao đổi tiền cái số. À, chúng ta có thể thay thế cả Google Pay và cái Apple Pay nha chị. Ủa, đây là cũng một là công ty thứ ba của đối tác của Rao ha. Thì khoảng tháng 10 này chúng ta sẽ bắt gặp cái sản phẩm này ra đời. Đây là một cái sản phẩm live trend. Game là một cái ứng dụng để giúp cho những cái người thân, người quen của chúng ta, bạn bè chúng ta kết nối với nhau, chúng ta tìm kiếm phòng khách sạn, book những cái chuyến đi, và chúng ta có
được nhiều thu nhập trong cái việc chia sẻ, nhập được cái công việc đánh giá và của cái đối tác để cho nghe chúng ta sẽ biết những người nói đối diện đánh giá cao. Thì đối với LaChain, cái việc đánh giá này nó cao hơn cả Alibaba kể cả chúng ta có một cái nguồn thu nhập trong cái việc chia sẻ cái tài khoản này cho mọi người cùng đăng ký. Rồi chúng ta sẽ đến một cái sản phẩm đó là Mido, anh chị cùng xem ha. Mido là một cái ứng dụng để giúp cho cái việc là chúng ta cải thiện thêm cái kiến thức. Mà nó là 100% online, chúng ta không cần phải đến những cái khóa học hay là chúng ta đến những cái địa điểm mà chúng ta đăng ký những cái điểm học, mà chúng ta có nhiều cái khóa học mà nó giúp chúng ta cải thiện được cái việc kinh doanh, kiến thức. Và nó là đa ngôn ngữ nha các anh chị. Rồi Pha sẽ mở thử một cái ứng dụng Mido cho các anh chị cùng trải nghiệm. Để anh chị cùng xem cái Mido nó là cái gì ha. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm Mido. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái tài khoản anh chị. Hiện tại cái đường truyền internet của mình nó có vấn đề, nó không có tải được. Hoặc là hệ thống nó đang nâng cấp. Hôm nay ngay cái ngày mà sẵn cái Mido nó đang nâng cấp không có vào được nữa. Ok, chúng ta sẽ vào sau ha. Rồi, chúng ta sẽ kế tiếp là một cái sản phẩm. Stop share. Có rất rất nhiều sản phẩm đó anh chị. Này, sản phẩm Linkme. Welcome to our LinkMe tutorial. LinkMe is a fantastic tool to get your links organized. And in certain situations, like on some social media platforms, you can only present one of your many links. How do you choose which one? With LinkMe, you can choose them all. Because with LinkMe, you can share all your links with just one. Access LinkMe in your Crowd1 back office. You will then be taken to the LinkMe webpage. Here, you can see that relevant links have already been added. You probably have more links to share, links to your Facebook and WhatsApp, for example, and this is how you add them to your LinkMe. Use this space to push your message. You can add an icon, and you decide what your recipients will see. When you have added many links, you may want to have the most important ones on top for easy access. To rearrange the link tiles, you go to these three dots to the left and move the link tile to where you want it to be.
You may be interested in how many people click the links that you have shared with them. This symbol will give you information on how your link is performing. And up here, you can see how many views there have been for all your links. When you have made changes, you can see a preview of what it looks like on the right. Don't forget to publish to save them. Under Styles in the menu, you can upload a picture of yourself and write a short introduction. To upload a picture, you click Upload and the system will let you choose a photo already on your device. You can also pick a theme to personalize your LinkMe and make it more fun. Under the next tab in the menu, tiếp bằng một cái sản phẩm đình đám nhất hiện tại của Rawan, đó là cái sản phẩm kết một cái đối tác Planet X ha, thì mọi người cũng tập trung nghe. Hành tinh IS là một trò chơi chiến lược và giao dịch dựa trên blockchain, với sân chơi chính là bản sao kỹ thuật số của hành tinh của chúng ta. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi phiên bản kỹ thuật số của trò chơi Cờ Tỷ Phú, với số lượng người chơi không giới hạn. Trong đó, thay vì đường phố, mục tiêu của bạn là một các vùng đất hứa được gọi là Pix. Pix là một mảnh đất hình lục giác với diện tích 10x10m, được phân thành 9 loại khác nhau và 5 cấp bậc khác nhau. Các Pix này được tung ra thông qua các đợt phát hành gói, và mỗi gói được tạo ngẫu nhiên. Vậy nên, tương tự như sự ngẫu nhiên trong trò chơi Cờ Tỷ Phú, trong hành tinh IS, bạn cũng sẽ không biết tài sản của mình sẽ nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Số lượng bit trong gói phụ thuộc vào kích thước gói bạn chọn mua. Mỗi đợt phát hành gói sẽ đi kèm với các mô tả về cấp bậc và phân loại cụ thể, nghĩa là bạn có thể khoanh vùng và điều chỉnh bộ sưu tập trong tương lai của mình. Mục tiêu của bạn trong hành tinh IS là mua, giao dịch và thu thập càng nhiều bit càng gần nhau càng tốt. Khi bạn đã giao dịch hoặc liên kết với nhau để có được một khu vực bit lớn hơn, bạn sẽ có cơ hội đổi vùng đất đó thành một NFT với quyền sở hữu thực sự. Những cái clip mà anh chị có thể xem những cái clip này về sau ha, khi sau khi cái người giới thiệu các anh chị để gửi cái đường link của anh chị để chị nghe thêm, bởi vì cái đoạn clip rất là dài mà chúng ta không có nhiều cái thời gian. Thì đối với những cái sản phẩm rau, anh chị lưu ý ở Rawan là một cái đối tác liên kết những cái sản phẩm, thì anh chị khi anh chị tham gia trong đây, anh chị trả cái phí để sở hữu hoặc mua trải nghiệm sản phẩm này rất là rẻ, với một cái chi phí thấp hơn bên ngoài. Nếu anh chị tự ý anh chị, ví dụ giả sử anh chị muốn mua một cái sản phẩm Zoom để anh chị làm một cái phòng Zoom, thì anh chị phải bỏ ra một cái chi phí để anh chị thuê cái phòng Zoom đó. Nhưng đối với khi anh chị Zoom nó kết nối với Rawan, thì anh chị tham gia Rawan, anh chị được cái đối tác Zoom giảm giá trong cái việc trả cái phí khi anh chị tham gia phòng Zoom. Anh chị hiểu mà, tức là những cái đối tác sản phẩm sẽ kết hợp với Rao để giảm giá cho các thành viên khi họ muốn được trải nghiệm cái sản phẩm này. Giống như anh chị muốn được sở hữu cái ví Multi Wallet, ở bên ngoài anh chị phải trả một cái phí rất là cao, nhưng khi anh chị vào Rawan thì anh chị mua trong cái gói chọn gói này nè, thì cái sản phẩm của các anh chị được giảm giá đến mức thấp nhất có thể, và anh chị có thể dùng cái sản phẩm này để anh chị kinh doanh được. Nếu mà bên ngoài anh chị không thể làm cái chuyện đó được, giả sử anh chị có thể muốn chơi được cái game Mister, anh chị muốn tham gia bên ngoài, anh chị phải trả một cái phí là 69€ một năm, đúng không ạ? Thì đối với Rawan, anh chị tham gia và anh được chị được tặng cái phí thành viên này là một năm, mà anh chị không phải trả bất cứ một cái phí nào. Và sau khi một năm anh chị muốn sử dụng tiếp thì anh chị tự quyết định trong việc chi trả và mua. Thì anh chị thấy là ở Rao nó có một cái đối tác độc quyền trong cái việc chi trả và trở thành một cái thành viên và trở thành một cái vị khách hàng, gọi là vị khách hàng thân thiết và gọi là khách hàng VIP. Bởi vì đối với những cái ngành khác, những nền tảng khác, anh chị để ý, khi chúng ta tham gia, chúng ta tiêu dùng, chúng ta không được lợi nhuận trong cái công việc là chúng ta muốn phát triển hay là chúng ta kinh doanh trong cái sản phẩm đó. Nhưng đối với Rao, anh chị tham gia nền tảng Rao là anh chị có rất rất là nhiều sản phẩm để anh chị trải nghiệm, và anh chị chọn cái sản phẩm đó là một cái công việc kinh doanh. Giống như hôm nay có một cái anh Dũng hoặc là anh Châu thích cái sản phẩm Planet này, anh chị chọn cái sản phẩm này là một cái sản phẩm trải nghiệm, và anh chị quyết định để chia sẻ cái sản phẩm này ra bên ngoài để mọi người cùng biết đến,
mọi người cùng tham gia và anh chị có được cái nguồn thu nhập trong cái việc chia sẻ này. Nha. Thì Rawan nó có một cái kênh để anh chị có thể xem được tất cả những cái thành viên trên thế giới bằng cái việc kết quả sau 2 năm họ làm cái công việc mà họ kiếm nguồn thu nhập này như thế nào và cải thiện cuộc sống như thế nào. Thì Rawan có một cái kênh đó là cái nhân chứng sống trên toàn thế giới tham gia thì mình sẽ mở một cái đoạn clip nhỏ ha cho mọi người cùng xem để mọi người có thể tìm để xem những cái nhân chứng đó có giống những cái cảnh như mình hay không. Today I have the pleasure to have four rất là nhiều nhân chứng các anh chị. Mỗi cái kỳ, mỗi cái số là những cái nhân chứng khác nhau ở những quốc gia khác nhau, những cái địa vị khác nhau, những nghề nghiệp khác nhau mà họ lựa chọn ra qua để cải thiện cuộc sống. Thì ở đây anh chị sẽ tự tìm hiểu và tìm và hỏi cái tiếng trên để mình có được cái đường link ha. Thì mình không có thời gian nhiều để mình mở. Nhưng mà ở đây Khoa muốn nói các anh chị, Rao là một cái cơ hội mở ra trên những đối tượng toàn cầu, trên toàn thế giới, từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, và kể cả những cái đối tượng là từ những đối tượng khác nhau như là trẻ, già, và kể cả những cái người về hưu, những người có những cái trình độ cao, họ đều lựa chọn ra, bởi vì Rao là một cái nền tảng. Thay vì anh chị có thể là chọn một cái nghề nghiệp nào đó phục vụ cho cái ước mơ của anh chị, nhưng Rao nó giúp cho cái những cái ước mơ của người khác được cải thiện. Ngoài cái việc chúng ta giúp đỡ cho chính mình, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhiều người khác để đạt được cái ước mơ về cái công việc và nghề nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải chọn Rao, đúng không? Tức là tại sao chúng ta không chọn lựa, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cái nền tảng, cái công việc kiếm tiền trên 4 cái xu thế kia, và tại sao chúng ta chọn lựa Rao trong thời điểm này? Cái thứ nhất, Rao là một cái nền tảng kinh doanh di động, tức là anh chị kinh doanh trên cái điện thoại di động. Hai, Rao có thể mở cho anh chị một cái cơ hội toàn cầu. Ngoài cái việc công việc kinh doanh thêm, nhưng mà anh chị có thể kinh doanh thêm trên toàn cầu, không bị giới hạn trong cái địa lý của anh chị. Và Rao là một cái doanh nghiệp tinh gọn với giá 109 euro, giống như là anh chị đã chọn một cái gói đầu tiên. Thì anh chị chính thức là anh chị đã bắt đầu phát triển một cái doanh nghiệp, khởi nghiệp trong cái việc mở một cái doanh nghiệp nhỏ, làm thêm với một cái chi phí là 3,2 triệu. Đối với một cái 3,2 triệu, nếu một đối với một số anh chị thì đó là một cái con số lớn hoặc là một con số nhỏ tùy theo cái việc quyết định của anh chị. Giống như anh chị chọn một cái nghề nghiệp chạy Grab thì anh chị cũng phải bỏ một cái chi phí là anh chị mua một cái điện thoại di động, hay là anh chị có một chiếc xe để một cái thiết bị để anh chị kinh doanh. Thì Rao cũng là một cái mở ra một cái kinh doanh như vậy, với một cái chi phí ban đầu và duy nhất anh chị đóng một lần duy nhất anh chị có thể kinh doanh, đó là 3,2 triệu, tức là 109 euro. Ha. Và anh chị không phụ thuộc vào cái khu vực sản phẩm. Ở đây anh chị không phải bất cứ, và khi anh chị tham gia những cái nền tảng công việc kinh doanh khác, anh chị phải hiểu được cái sản phẩm mình là gì. Anh chị phải học một cái khóa học để học hiểu về cái sản phẩm đó, cái ngành dịch vụ đó, và anh chị phải hiểu được cách vận hành như thế nào để anh chị vận hành cái sản phẩm đó, anh chị cụ thể vào một cái sản phẩm đó. Giống như anh chị kinh doanh về nông sản thì anh chị phải hiểu được cái sản phẩm trái cây đó như thế nào là ngon, như thế nào là chín, như thế nào là đạt chuẩn gì đó, thì anh chị phải học và truyền đạt lại cho cái cộng đồng. Nhưng đối với Rao, anh chị chỉ chia sẻ được cái đường link và nói về cái cơ hội này, anh chị không nói về cụ thể một cái sản phẩm nào khác ha. Và anh chị không có yêu cầu các anh chị có kinh nghiệm trong cái việc kinh doanh này, tức là anh chị mới hoàn toàn. Giống như anh chị ở đây, khi anh chị quyết định anh chị tham gia thì anh chị là một người mới hoàn toàn, và cơ hội của Rao nó không yêu cầu các anh chị có nhiều kinh nghiệm trong cái công việc này, chỉ đơn giản anh chị có được cái cơ hội và anh chị chia sẻ cho cái người khác có một cái cơ hội giống các anh chị, để anh chị tìm thêm cái nguồn thu nhập. Và khi người nào họ chọn được cái sản phẩm thích hợp thì cái nguồn thu nhập lợi nhuận đến với các anh chị ha. Và cái nguồn thu nhập này nó sẽ mở rộng ra cái việc kinh doanh, một cái góc nhìn mới về cái việc kinh doanh online, cái công nghiệp về công việc kinh doanh phát triển truyền thống. Khi mà anh chị tham gia rồi đó, anh chị so sánh xem cái ngành kinh doanh trên kinh tế đám đông này nó có thay đổi được cái cuộc sống của anh chị hay không. Và tại sao chúng ta chọn nó? Bởi vì cái Rao nó đã chuẩn bị hết những cái nền tảng ha, chuẩn bị hết những cái truyền thông, chuẩn bị hết những cái trang web, những cái video clip để anh chị dùng nó để anh chị giới thiệu với bên ngoài. Và nó là cái ngôn ngữ, nó là một cái truyền thông đa ngôn ngữ cho tất cả các con người trên thế giới.
anh chị, ở quốc gia nào nó cũng có cái ngôn ngữ để phục vụ cho quốc gia đó. Và RAO là một cái được xây dựng trên một cái đám đông, được trả tiền trên nhiều cơ hội. Tức là anh chị đang đến đây, anh chị có rất là nhiều cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Ngoại trừ bên ngoài, anh chị muốn kiếm một cái nền tảng xu thế nào đó, anh chị phải chỉ lệ thuộc vào cái nền tảng đó thôi. Ví dụ anh chị kinh doanh trên Facebook thì anh chị bị lệ thuộc vào cái Facebook, anh chị không thể nào thoát ra được cái Facebook để anh chị kiếm thêm. Anh chị kinh doanh trên YouTube thì anh chị chỉ lệ thuộc trong cái nền tảng YouTube. Nhưng đối với cái Rawan, anh chị có nhiều cái cơ hội được trả thu nhập trên, như là blockchain, như là kiếm thêm thu nhập tại nhà, như là kiếm thêm trên du lịch, như là kiếm thêm trên giải trí, như là kiếm thêm trên những cái nền tảng sự kiện hoặc là tạp chí. Thì anh chị kiếm được nhiều thu nhập tùy theo cái việc thích hợp của anh chị, sở thích của anh chị ha. Và chúng ta có một cái đội ngũ đam mê mạnh mẽ để tham gia với cùng với các anh chị, giống như hôm nay khi mà một số các anh chị đã tham gia RAO, họ là những cái người mà có sở thích kiếm tiền, họ có một cái đội ngũ chung trong công việc là phát triển cái cộng đồng này, và họ là cái người sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ các anh chị trong cái công việc kinh doanh này. Thì cộng đồng 32 triệu thành viên trên toàn thế giới là một cái cộng đồng giống như một cái cộng đồng, một cái đám chợ, mà trong cái đám chợ đó có 32 triệu thành viên đang có một cái đam mê kinh doanh, buôn bán, trao đổi hay là giới thiệu hay là chia sẻ. Họ sẵn sàng để giúp cho các anh chị hiểu cái đám đông này có một cái mục tiêu chung là cái gì, để cho giúp đỡ các anh chị trong cái việc kinh doanh, giúp đỡ cho các anh chị trong cái việc kiếm thêm thu nhập. Và Rawan có một cái đội ngũ truyền thông tuân thủ pháp lý. Ở đây là một cái công ty châu Âu, nó có những cái pháp lý châu Âu và cái chính sách châu Âu các anh chị. Thì anh chị khi anh chị tìm hiểu, anh chị sẽ nhìn thấy là cái việc mà những cái người mà những cái địa phương hay là những cái con người mà thường là họ có cái ước mơ để đến những cái vùng châu lục như là châu Âu để có một cái cuộc sống tốt hơn á, thì anh chị cũng có thể tham gia tại RAO và anh chị trải nghiệm cái văn hóa châu Âu, cái con người châu Âu, cái chính sách châu Âu và những cái trả thưởng châu Âu và tốt nhất trong ngành các anh chị. Ở đây thì Rawan, cái chính sách của Rawan được trả thưởng 7 nguồn thu nhập, đó là một cái nguồn thu nhập mà nó tổng hợp những cái chính sách tốt nhất của các nền tảng khác để mang đến cho anh chị trong cái việc lựa chọn, mà chúng ta không cần phải so sánh với những cái nền tảng khác. Và những cái chương trình thân thiết khách hàng giống như những cái chương trình tích lũy điểm anh chị. Ở đây RAO nó sẽ tích lũy điểm cho các anh chị tốt nhất, mà những khi anh chị kinh doanh sản phẩm, ngoại trừ cái việc anh chị sử dụng, khách hàng của anh chị sử dụng, anh chị vẫn được những cái điểm khách hàng thân thiết đó. Và cái hệ thống này đơn giản và sao chép. Khi anh chị đến với RAO, anh chị phát triển thì anh chị chỉ đơn giản là học theo và học và làm, và cái cách làm giống như anh chị, chỉ đơn giản giống như cái đoạn clip ban đầu, chỉ cần 5 phút anh chị có thể giới thiệu khách hàng, chỉ cần 5 phút anh chị giới thiệu một cái đường link, chỉ cần 5 phút anh chị giới thiệu được một cái cơ hội là tại sao họ phải tham gia RAO, để họ quyết định họ tham gia cùng đồng hành với các anh chị ha. Thì đây là những cái xu thế mà RAO đã tổng hợp tất cả những cái xu thế online kiếm tiền để tập trung vào một chỗ để anh chị chỉ chọn lựa. Anh chị không thể phân tán ra nhiều cái công việc để anh chị phải so sánh, anh chị trải nghiệm, để rồi anh chị mất nhiều cái thời gian. Và ở RAO có rất là nhiều người họ đã rút ngắn cái giai đoạn để họ cải thiện cuộc sống, cải thiện được cái doanh nghiệp của họ bằng cái tốc độ online. Và trên toàn thế giới có rất là nhiều người họ đã kể về cái câu chuyện của họ. Anh chị có thể tìm hiểu thêm trên cái kênh Rawan Passion ha. Tức là những cái sự kiện. Và vậy mình sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Sau khi anh chị tìm và nghe, anh chị xem và anh chị có một thời gian ngắn, anh chị sẽ đặt câu hỏi là hiện tại các anh chị đã hài lòng với cái cuộc sống của mình chưa? Thì anh chị có thể quyết định tự trả lời cho mình là bây giờ trong thời điểm giãn cách, trong cái thời điểm khó khăn đại dịch này, anh chị đã hài lòng chưa? Thì anh chị quyết định cho cái việc là anh chị mở lòng để anh chị lắng nghe được cái cơ hội này hay không. Và anh chị có một cái chiếc điện thoại thông minh chưa để anh chị bắt đầu cho cái công việc kinh doanh này? Anh chị sẽ đặt câu hỏi là chúng ta đã có cái điện thoại chưa? Nếu ở đây phần lớn các anh chị tham gia Zoom thì phần lớn anh chị đã có được cái điện thoại để anh chị bắt đầu cái công việc phù hợp với công việc Rawan này. Vậy thì anh chị đó có bao giờ anh chị đã kiếm được cái nguồn thu nhập trên chiếc điện thoại của mình?
Thì hôm nay đây là một cái cơ hội để anh chị quyết định, để anh chị chọn lựa cái công việc này, là anh chị lấy cái điện thoại của anh chị để bắt đầu anh chị tìm kiếm cái nguồn thu nhập trên cái chiếc điện thoại của mình. Và anh chị có thích được cái nguồn thu nhập thụ động hay không? Từ xưa đến giờ anh chị đã từng tham gia những cái nền tảng khác, hoặc là anh chị đã làm gì trong cuộc sống, anh chị kinh doanh, anh chị có một cái nguồn thu nhập thụ động, nhưng đã đủ lớn để anh chị quyết định cho mình chọn lựa cái nguồn thu nhập thụ động trong cái nền tảng kinh tế đám đông này hay không? Bởi vì cái đám đông càng lớn, cái nguồn thu nhập anh chị càng phát triển và càng thu nhập cao hơn trong cái việc anh chị tạo ra được một cái doanh nghiệp từ cái việc phát triển, chia sẻ cái nền tảng liên kết đám đông này. Vậy thì anh chị có quyết định là anh chị bỏ khoảng 3 đến 5 giờ trong một tuần để anh chị làm cái công việc này, để trải nghiệm, anh chị xem nó có giống như các anh chị đã từng xem trong cái việc giới thiệu của công ty, giống như các anh chị đã từng muốn, giống như các anh chị đã từng mơ ước để có được một cái nguồn thu nhập khác, nó cải thiện thay thế cho cái nguồn thu nhập hiện tại của anh chị bị ảnh hưởng. Rồi ok, thì sau những cái buổi thuyết trình này anh chị đã có chuẩn bị cho mình một cái quỹ tài chính để quyết định vào cái gói 1.9 euro hay chưa, hoặc là anh chị còn muốn suy nghĩ thì anh chị có thể hỏi cái người giới thiệu của anh chị để bắt đầu chúng ta có được một cái kiến thức, để có được một cái tiếp cận mới trong cái nền kinh tế chia sẻ, một cái nền kinh tế kiếm tiền online. Thì dưới đây là Pha đã kết thúc trong cái buổi giới thiệu thuyết trình. Thì sau đây chúng ta sẽ đến những cái buổi trả lời câu hỏi ha. Anh chị nào có một cái câu hỏi về cái mô hình này, một câu hỏi về cái công ty này, thì chúng ta bắt đầu hỏi ha. Chúng ta mở micro để chúng ta hỏi, để chúng ta trao đổi. Rồi, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Rồi, chúng ta có ai có câu hỏi không? Chúng ta mở mic hỏi ha. Nếu không có câu hỏi, chúng ta sẽ kết thúc ở đây để chúng ta chuẩn bị cho cái buổi trưa. Sắp tới sẽ có một cái phòng Zoom để giúp cho các anh chị hiểu được cái mô hình này. Rồi, ok. Ta tắt cái lưu nha. Cảm ơn anh Khoa nha. Cảm ơn anh Khoa chia sẻ.